hầu tước evan nghe thấy lời đề nghị của câu chúa thì vô cùng kinh ngạc hắn liếc xéo về phía đám binh lính thì nhận lại là những ánh mắt lạnh gáy evan tức khắc nhún vai nhưng nếu từ chối câu chúa điện hạ sẽ mất thể diện nghĩ cho kỹ thì chuyện này cũng là nên làm vì vậy mà hắn tiến đến gần cày ena nguyện ý hộ tống câu chúa điện hạ cày ena cũng nói lời cảm ơn với evan nhờ ngài hộ tống ta đến hoàng cung hai người đi dạo trong khuôn viên của hoàng cung cây ena hỏi evan về sức khỏe của RF và nhận được câu trả lời rất tốt đây cũng là câu trả lời thực lòng của evan nhớ lại mớ hỗn độn mà hoàng tử gây ra hắn chắc chắn rằng sức khỏe của hoàng tử tốt hơn mức bình thường. cayena bày tỏ bản thân có lỗi vì đã không cẩn thận để chuyện lần này xảy ra khiến ref bị trừng phạt ngay cả evan cũng vất vả về chuyện lần này. evan chỉ đáp lại bằng thái độ khách sáo cảm ơn người đã lo lắng cho thần vì phải tuyển chọn thị nữ mới nên có lẽ điện hạ cũng rất mệt mỏi nhưng bên trong thâm tâm của hắn lại chứa đầy sự chế giễu. nắm chặt cánh tay của hầu tước evan muốn hỏi hắn một chuyện vì cô sắp phải tuyển thị nữ có thể tin tưởng như một người nhà nên đang định hỏi evan về em gái của hắn. evan trong phút chốc ngạc nhiên công chúa sau khi đuổi hết người của Reef lại muốn nhận người của gia tộc Evan. Việc này làm hắn cảm thấy khó hiểu, nhưng đây là một cơ hội tốt để em gái của hắn có thể trở thành hoàng hậu vì làm thị nữ cho cái Ena sẽ có nhiều cơ hội để gặp hoàng tử. Evan thật sự không hiểu vì sao cái Ena lại trao cho hắn cơ hội này. Cái Ena lại nói tiếp lần này liên quan đến chuyện Genon Evan vẫn chưa thành hôn. Cô tiến lên phía trước vừa đi vừa thắc mắc trưởng nam của gia tộc Evan sở hữu vợ lúa lớn nhất đất nước này chưa có vị hôn thế sao? Trong mắt ngài dù có là tiểu thư của gia tộc nào đi nữa cũng không khiến ngài hài lòng nhỉ? hay là ngài chỉ nghĩ tới công cụ có thể thu được lợi ích hơn yêu đương rồi thành hôn? Đáp lại câu trả lời của công chúa Genon Evan chỉ cho rằng mình đã quá cái tuổi để bàn về tình yêu lãng mạn, hắn không cảm nhận được sự cần thiết phải nỗ lực vào những thứ không ham muốn. Nghe được những lời sáo rỗng này, cái Ena không kìm được mà bật cười ha ha. Vậy sao nếu vậy vị trí phò mã liệu có đáng để ngài nảy lòng ham muốn không? Genon Evan nghe được lời ngỏ ý từ công chúa thoáng chốc sững sờ tại chỗ. Đây là công chúa dụ dỗ mình bằng vị trí phò mã kia sao? Mặc dù hắn ta chưa bao giờ có ý tứ với công chúa điện hạ, nhưng bộ dạng tỉ mỉ và thông minh như hiện tại nếu evan đến được với câu chúa thì không cần phải cẩn thận dè dặt ở phía sau reef lời mời thú vị này hắn chấp nhận evan tiến đến lại gần cầy ena hôn lên mu bàn tay của cô trong trò chơi này hắn đã nhận định mình sẽ là người chiến thắng về đến cung điện vera đang rót trà thượng hạng cho cày ena nghĩ đến việc mình ngỏ ý với evan lúc nãy cày ena thầm cảm thán sử dụng năng lực của bản thân để thâu tóm nam nhân ngạo mạn không phải việc dễ dàng nhưng sự ngạo mạn của genon evan cũng sẽ sớm gây ra tai họa Cầy ena vừa thưởng thức trà vừa nghĩ đến việc tuyển thị nữ nếu tính thêm cả julia evan thì hiện giờ cô đã có tổng cộng ba người nếu như muốn tạo đặc quyền cho thị nữ cung điện công chúa thì phải tối thiểu số người công việc nội cung mệnh phủ tổng cộng được chia làm bốn loại thị nữ phụ trách xử phạt kiểm soát chức vụ và nhân phẩm của tất cả người hầu vị trí này cần phải thận trọng nên vera là người hợp nhất olivia sẽ phụ trách hoạt động thưởng lưu như chủ trì cuộc họp và tiếp đón khách vì cô ấy từ khi sinh ra đã rất giỏi nhờ khả năng nhìn nhận sáng suốt giúp phát triển sức ảnh hưởng của cô ấy nhưng chỉ mới chia công việc cho hai người vera thắc mắc còn hai người khác thì phụ trách gì sẽ có một thị nữ phụ trách ăn uống quản lý thuốc và bữa ăn hàng ngày của công chúa và thị nữ còn lại sẽ phụ trách tài sản quản lý đồ dùng quần áo Hai vị trí này Kayena đã sớm chọn được người. Là Julia Evan và Susan Lepold. Nghe được hai cái tên của hai nữ quý tộc Vera nhất thời ngạc nhiên. Cô biết hai nữ quý tộc này, nhìn vào gia cảnh của họ thì cả hai người đều rất xuất sắc. Julia nổi tiếng là con gái độc nhất lá ngọc cành vàng của gia tộc Evan vì vậy không chắc cô ấy sẽ làm tốt công việc của một thị nữ. Nói đến Susan kia thì cô lại lắp bắp không nên lời. Kayena một bên vui vẻ tiếp câu Susan Lepold nổi tiếng với tính cách gọi là rắn độc ngậm dao trong miệng chứ gì. Nhưng Anna vẫn là chọn cô ta, vì trong tiểu thuyết Olivia Gray và Susan Lepone đã trở thành bạn bè có một không hai trên thế gian. Vera thở dài công chúa nói cần thì chắc sẽ cần. Kẻ Ena nhìn thấy Vera tin tưởng mình như thế thì rất vui. Nói rồi lại nhờ cô đem một ít giấy viết thư tới. Cô không phải viết thư cho Olivia như Vera đoán. Mà là viết thư cho một người mà mình đã rất nhớ. Người đó có mặt trong tuổi thơ của cô. Đối xử với kẻ Ena bằng tình thương ấm áp không khác gì một người mẹ. Đó chính là nhũ mẫu Clarence Elivan, nhũ mẫu thân yêu của cô. Ena bắt đầu viết những lời mình muốn nói vào trong bức thư gửi phu nhân Elivan thân mến. Phu nhân có khỏe không? Thời gian trôi thật nhanh, chúng ta đã chia tay nhau được 10 năm rồi. Hàng năm, vào khoảng thời gian này ta lại nhớ đến thời thơ ấu được ở cùng phu nhân, ta cùng phu nhân náo loạn cả nhà bếp và nướng bánh. Đứa trẻ nhỏ như ta đã từng đốt lửa trong bếp hoặc làm cháy cả bánh. Ta còn nhớ mình đã làm bẩn biết bao nhiêu chiếc váy. Lúc ấy nhũ mẫu đã đối xử nhẹ nhàng với cây Ena. Bà quan tâm chăm sóc cho cô bé nhỏ như là con gái ruột của mình. Lúc đó phu nhân không trách mắng ta, mà lại còn bảo vệ ta nữa vì vậy dạo này để sống lại khoảnh khắc đó ta đã nấu ít đồ ăn nhẹ tất cả đều nhờ có phu nhân chỉ dạy phu nhân elivan vào ngày sinh nhật sắp tới ta sẽ thành người trưởng thành rồi tuy đã trưởng thành nhưng ta cũng không cần phải hồi cung nữa tuy ta rất nhớ phu nhân nhưng ta sẽ tôn trọng lựa chọn của người. nhưng nếu thỉnh thoảng có thể cùng phu nhân ăn nhẹ thì ta sẽ rất vui cày ena cuối cùng cũng viết xong bức thư gửi cho phu nhân elivan những tình cảm của mình đời này dành cho phu nhân elivan đều thể hiện trong ánh mắt xanh biếc của cày ena cô cẩn thận bỏ bức thư mình đã viết vào phong bì Hy vọng mình có thể truyền tải được tấm chân tình này tới phu nhân. Thư đã viết xong hôm nay chỉ cần đi đến một nơi nữa là xong việc. Kaina chỉ mỉm cười sau khi nghe câu hỏi đi đâu của Vera. Cô đứng bật dậy thư thái nói sẽ đi đến nơi trở thành vật dẫn đường quan trọng sau này của mình. Ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, nhưng sau khi được công chúa nhà mình dẫn đến một nơi thì sắc mặt của Vera không hề đẹp như thời tiết. Hóa ra cái công chúa nói là vật dẫn đường quan trọng rốt cuộc lại là ngồi đọc nhật ký du lịch đế quốc ở thư viện hoàng gia. Vera nghĩ hiện giờ thời gian là vàng bạc, nếu có cơ hội thì gặp các quý tộc và xây dựng thế lực thì sẽ tốt hơn nhưng cầy Ena ngay lập tức phản bác lại ý kiến nó. Theo lời ngươi nói thì bây giờ là thời gian ủy nhiệm nội mệnh phụ quan trọng đúng không? Vì vậy giới quý tộc đang dõi theo sát sao từng cử chỉ của ta đấy. Đám quý tộc nếu biết cô tiếp cận với họ ngay lúc này thì sẽ nghĩ kẻ Ena đang lên kế hoạch và thủ đoạn gì liên quan đến nội mệnh phụ. Còn việc tới thư viện lục lọi nhật ký du lịch đế quốc Eldensa, họ sẽ nghĩ đơn giản hơn, hóa ra là mình đã lo lắng thái quá rồi. Cầy Ena cần phân tán những con mắt theo dõi xung quanh mình, vì rất dễ dàng để người khác có thể khinh thường mình. Vera nghe xong lý do của công chúa thì vô cùng trầm trồ trước sự xuất sắc của chủ nhân mình. Nhưng còn một lý do nữa mà cầy Ena không muốn tiết lộ. Mục đích ban đầu đến đây của cô là để tìm hiểu nơi sẽ sống sau khi rời khỏi hoàng cung. Cầy Ena cần phải điều chỉnh một số miếng đất mà mình thừa kế ngay khi phụ hoàng vẫn còn sống. Cô chỉ vào một vị trí trên bản đồ, mảnh đất mình sẽ nhận vốn dĩ là ở phía đông đế quốc. Nhưng phía đông thuộc về thế lực của gia tộc Evan nên không thể được. Còn về phía tây thì Raphael sẽ không thấy thoải mái nên có chút khó khăn. Ý định của cầy Ena là tìm một địa điểm xa thủ đô và không bị quý tộc có quyền lực thâu tóm nếu muốn tạo ra một ông chồng ảo và kết hôn theo kế hoạch thì cây ena nhất định phải kiếm được nơi mình có thể khống chế hoàn toàn nơi có căn biệt thự kiên cố và sạch sẽ một khu vườn nhỏ đủ để trồng vài cây thảo dược và rau củ ấm áp và yên tĩnh đi vài bước nữa là có thể tới được biển hoặc một cái hồ đó là những gì mà cây ena muốn trong tương lai sau khi cô có thể thoát khỏi cái hoàng cung như nhà tù này bỗng nhiên ngoài cửa rộn ràng tiếng xì si xào bàn tán là đám binh sĩ đang lén la lén lút muốn nhìn xem sắc đẹp của cây ena. thấy đã có người làm chứng mình đến thư viện xem sách nên cây ena cũng không định nán lại ở đây lâu nữa cô cùng Vera ra về. Bên ngoài khuôn viên của hoàng cung, Kayena vừa đi dạo vừa cảm thán thời tiết hôm nay thật đẹp. Cảm giác yên bình này khiến Kayena vô cùng dễ chịu, hoàng cung ngày nào cũng được yên bình thế này có phải tốt không? Nếu phu nhân Elivan trở về sống cùng Kayena như xưa, thì cô đã lưu lại hoàng cung này lâu hơn một chút rồi. Kayena mong rằng bản thân sẽ luôn được yên bình như thế này mãi. Nhưng sự yên bình này trong phút chốc đã bị đánh vỡ bởi một giọng nói. Giọng nói này khiến nội tâm của Kayena phản ứng lại, cơ thể cô khựng lại một nhịp tiếng bước chân cứ thế tiếng lại gần cùng giọng điệu giễu cợt của một người đàn ông lâu rồi không gặp người thưa công chúa điện hạ bóng dáng của người đó ngay lập tức xuất hiện trước mặt cầy ena khiến cô không thể tin vào mắt mình người này là chồng cũ kẻ đã ngược đãi và sát hại nguyên chủ trong nguyên tắc hamburton Julian. sao cầy ena có thể quên được khung cảnh nhầy nhụa máu tươi lúc đó bộ quần áo kín đáo che vội dấu vết bị ngược đãi mặc cho cô đã cầu cứu rf nhiều lần nhưng hắn vẫn bỏ mặc sống chết của cô để trốn tránh ánh mắt đáng sợ của julian nhiều lần cầy đã trốn vào một góc trong biệt thự Lúc đó cô đã không còn nơi nào để dựa vào nên đã cầu cứu Raphael nhưng nhanh chóng đã bị Julian phát hiện. Hắn nhanh chóng dập tắt ngay lời cầu cứu của cày Ena. Raphael sẽ không tới cứu cô đâu. Càng nói tên ác quỷ Julian càng kích động. Và trong lúc tức giận đến phát điên hắn đã kết thúc sinh mạng của cày Ena. Trở về thực tại cô cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi bên trong mình. Cô tỏ ra điềm tĩnh mà đối mặt với con ác quỷ đối diện. Hamilton Julian à ngài đã nhảy cùng ta ở bữa tiệc trước đây đúng không? Ngay lúc này đây cày Ena cần phát huy sở trường che giấu tâm tình của mình cô không thể tỏ ra run sợ hay rụt rè trước Julian. Thấy công chúa vẫn còn nhớ đến mình việc này làm Hamilton Julian rất vui. Ena đang cố tìm cách để lờ người trước mặt đi vì vậy mà cô ngập ngùng nói ngài không cần khen ta như vậy đâu, nhớ mặt người khác là phép lịch sự tối thiểu mà. Câu nói này ngay lập tức làm cho tâm trạng của Julian trùng xuống. Hắn không thể nào chấp nhận những lời nói xa lạ mà công chúa nói với mình. Vì vậy mà tiến lại gần về phía Ena vừa đi vừa miêu tả bộ dạng mà lúc trước cô đã từng cùng hắn khiêu vũ, bộ váy người mặt lúc gió vô cùng đẹp, người còn liên tục là lướt trước mặt ta, người đã làm một đôi gang tay giống hệt của ta vừa nói hắn vừa vươn tay về hướng cày ena bắt lấy thân thể nhỏ nhoi của cô trong phút chốc nhịp tim của cày ena liên tục tăng nhanh cô thực sự rất sợ lý trí thôi thúc cô nên trốn chạy khỏi con người này bỗng nhiên một bàn tay từ đâu vươn ra bắt lấy cánh tay của julian là Raphael kizrai tới đây vừa lúc ngăn chặn hành động thô lỗ của gã julian vừa ôm lấy cày ena vào lòng hỏi cô có sao không cày ena thấy khuôn mặt quen thuộc ngay trước mắt nhất thời ngơ ngẩn hình ảnh công tước Raphael với đôi mắt đỏ thẫm khiến nhịp tim của cày ena dần ổn định trở lại nhưng vẫn không thể nào ngăn cản cơ thể cô run rẩy không ngừng bởi sự sợ hãi mà Julian đã gây ra. Thấy công chúa bé nhỏ trước mặt đang run rẩy, Raphael trực tiếp ôm cô vào lòng không quên chất vấn Hamilton Julian, sao người dám vô lễ như vậy? Julian nhún vai xảo trá nói rằng mình chỉ là đang muốn hộ tống công chúa. Còn dùng ánh mắt đe dọa nhìn cây Ena bị chuyện mình đỡ được ông chúa lúc người sắp ngã. Ánh mắt đe dọa của Julian thành công làm cây Ena chùn một bước. Nếu làm lớn chuyện thì sẽ không hay, bây giờ cô nên hùa theo hắn thôi vì vậy mà cầy Ena lẩm bẩm nói rằng cơ thể của mình hơi yếu nên bị chóng mặt nên nhờ có ngài Julian đây giúp đỡ mới không bị ngã. nghe được câu trả lời khiến mình hài lòng, Julian cúi người hành lễ với cô. hắn cười khúc khích nói rằng nếu có dịp mình sẽ hộ tống công chúa. sau đó thì nói lời tạm biệt hai người. sau khi Julian đi khỏi, cầy Ena không quên cảm ơn ngài công tước Kirei. lần nào cũng mắc nợ ngài. vừa dứt lời cô cảm thấy không đúng nên thoát ra từ trong vòng tay của Raphael. bây giờ cầy Ena mới nhớ từ nãy giờ công tước vẫn đang ôm chầm lấy mình cảm thấy bản thân đã chiếm tiện nghi của anh nên kẻ ena ngại ngùng xin lỗi sau đó hỏi Raphael tới đây là có việc gì Raphael nhìn cay ena một hồi lâu thì mới lên tiếng ta có việc cần làm ở học viện hoàng gia gần thư viện sau đó ta nghe đồn rằng công chúa đang ở đây nên ta tói biết đâu có thể gặp được người dù gì qua lời của Raphael mới biết được chị nhà đã từ chối hơn 10 lần dự kiến của anh bị nói chúng tim đen kẻ ena cũng chỉ biết ngó nghiêng ngó dọc vời như mình vô tội thật ra cô định từ tù gặp lại anh ta nếu tin đồn hủy hôn được lan ra nhưng sau đó vì có quá nhiều việc cần phải hoàn thành nên cay ena đã quên bé mất chuyện này Thấy vậy cây ena cũng đành thành toàn cho ngài công tước hỏi anh có thắc mắc gì về mình raphael kisray tỏ ý mình có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cầy ena nhưng hiện giờ anh không hỏi nữa bây giờ công chúa nên đi nghỉ ngơi là tốt nhất nhớ lại đôi tay nhỏ run run đến mức đáng thương và khuôn mặt trắng bệch tràn đầy sợ hãi raphael muốn cô có thời gian đã phục hồi trạng thái anh vươn tay về hướng của cầy ena tỏ ý mình lần sau sẽ mời công chúa điện hạ để trò chuyện Cây ena vô cùng ngạc nhiên khi nghe raphael chủ động yêu cầu cô đích thân mời anh cô thực sự không hiểu được là ngài công tước đây có bao nhiêu kiên nhẫn khi mình đã từ chối quá nhiều lần như thế, anh ta vẫn là muốn có một buổi gặp mặt. đang trong lúc kẻ ena ngại ngùng vì hành động của mình, Raphael cúi người hành lễ tỏ ý rằng mình sẽ chờ đợi lời mời từ công chúa và còn một chuyện nữa mà anh muốn nói với cô. Raphael ngại ngùng nói công thức trà mà điện hạ hướng dẫn dù đã thử làm theo nhiều lần nhưng vẫn không ra được vị đó, liệu lần sau có thể nhờ điện hạ được không? cứ tưởng chuyện nào quan trọng lắm không ngờ là chuyện pha trà. Kẻ ena sảng khoái đồng ý lời mời giúp đỡ của Raphael, mình sẽ hướng dẫn Raphael cách pha trà nó sẽ trở thành khoảng thời gian thưởng thức trà mà cô để tâm nhất. Buổi chiều hoàng hôn tại dinh thự của gia tộc Kỳ Raphael trầm ngâm nhìn vào đôi tay bàn chiều tiếp xúc với cày Ena. Khi tiếp xúc với cô, anh không hề cảm thấy khó chịu như lúc trước. Đây là lần đầu tiên trong đời Raphael tiếp xúc thân mật với người khác mà không cảm thấy khó chịu, thậm chí chỉ với cái ôm trầm đó thôi cũng đủ là anh bối rối. Raphael đoán rằng có lẽ căn bệnh sạch sẽ của mình đã đỡ hơn lúc trước. Vì vậy mà gọi Baston thuộc hạ thân cận của mình đến, đề nghị anh ta thử nắm tay mình xem sao. Đối với thằng nam Baston, trong thư phòng không có ai ngoài hai nam nhân hành động kỳ lạ đột ngột của chủ nhân cùng yêu cầu có chút kỳ quặc không thể không kháng lại baston đành thử chạm vào tay của Raphael vừa chạm vào đã bị chủ nhân tắt cho một cái đau điếng Raphael vẫn cảm thấy ghê tởm như thường không hề có một chút nào gọi là đỡ hơn kết quả này khiến anh vô cùng ảo não thở dài thất vọng ngẫm lại so với baston luôn xông sáo công chúa cày ena hành xử dè dặt giống như người ngại tiếp xúc khiến Raphael có ý nghĩ cày ena cũng mắc triệu chứng giống mình nhưng anh nhanh chóng nhận ra điểm bất thường Nhớ lại lúc trước khi Raphael trông thấy kẻ Ena tiếp xúc với Raf một cách bình thường không hề có một tia bài xích nào với hành động ôm eo của cậu. Hơn nữa lúc ban ngày khi gặp phải tình huống nguy cấp, Raphael có ý định muốn tiếp tục ôm công chúa nhưng đã bị cô cự tuyệt. Hành động đó giống với việc kẻ Ena đang quan tâm tới cảm nhận của anh hơn là biểu hiện của triệu chứng mắc bệnh sạch sẽ. Đột nhiên anh có suy nghĩ công chúa cũng biết mình có căn bệnh kỳ lạ đó nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị Raphael dập tắt, rõ ràng là anh đã giấu rất kỹ bí mật này ngay cả hộ vệ thân cận cũng không hề biết trong khi chủ nhân đang trầm tư suy nghĩ thì hai con người nhiều chuyện là thì thầm to nhỏ về tin đồn chủ nhân của bọn họ đã hộ tống câu chúa về cái này trông như là Raphael đã trúng lời nguyền tình yêu vì vậy mà họ tò mò nhìn thử xem sắc mặt của ngài công tước không nhìn thì thôi đã nhìn thì thấy sắc mặt âm trầm đến đáng sợ của Raphael trong khi anh đang trầm tư suy nghĩ về mọi chuyện nhìn thấy sắc mặt này bọn họ có quỷ mới tin là chủ nhân mình trúng lời nguyền tình yêu đang tám chuyện hang say thì Raphael đột nhiên lên tiếng gọi Jeremy anh muốn biết những gì về Hamilton Julian nói tới người này Jeremy được biết hắn là trưởng nam của gia tộc tử tước Julian, cùng với tin tức về vụ hủy hôn với vị hôn thê không lâu trước đây. Raphael đặc biệt chú ý đến tin tức về vụ hủy hôn của Julian. Nói đến đây thì Jeremy lục lại đống ký ức của mình về Julian kia. Nghe đồn rằng ngay sau khi khiêu vũ cùng công chúa điện hạ cái Anna trong buổi yến tiệc, sau đó trong một khoảng thời gian có tin đồn rằng Hamilton đã phải lòng công chúa. Nhắc đến tên cận bã Julian này, mặc dù dưới chứng nhà kỳ Ray nhưng Jeremy vẫn không thể nào ngấm nổi cái tính cách dơ bẩn của tên này. Ngay cả Baston cũng biết từ tức cha của Hamilton Julian cũng là một tên cặn đã vì ông ta đã nuôi không ít tình nhân ở bên ngoài, nên Hamilton kia cũng chẳng là thứ tốt đẹp gì. Raphael cảm thấy quái lạ khi kẻ Ena lại hoảng sợ khi đứng trước mặt Julian vì vậy mà anh đã bảo hai người kia điều tra thêm thông tin về người kế vị của gia tộc Julian. Raphael nhớ lại biểu hiện của kẻ Ena với khuôn mặt trắng bệch, hiện rõ sự sợ hãi cùng đôi bàn tay mảnh mai run rẩy, cho đến sự biến hóa trên gương mặt vào những lúc khác nhau, khiến Raphael cảm thấy khó chịu trong lòng. Đây có lẽ là cảnh tượng không thể quên đối với Raphael Kizray. Buổi tối tại cung điện của công chúa, caitena vừa lo mặt vừa ngẫm nghĩ về chuyện hôm nay. Kiếp này cô không có ý định dây dưa với henbertin. Nếu hắn cứ tiếp tục tiếp cận caitena, liệu cô có nên diệt trừ tên cận bã này hay không? Trong trường hợp nếu caitena trừ khử hắn thì người hưởng lợi là ref và henrik. Gia tộc julian là hạ thần của kisray và nếu giết hắn sẽ ảnh hưởng đến công nghiệp vận hành ngựa chiến của gia tộc chúng. Vì vậy nếu muốn mong đợi sự hợp tác của raphael thì không nên động đến gia tộc julian. Và đối với kế hoạch của Anna mà nói, cô không muốn bị raphael ghét bỏ rồi mất nguồn trợ giúp từ anh. Nhắc đến raphael. Cây Ena cảm thấy mỗi khi nhìn thấy anh bản thân luôn an tâm hơn. Cây Ena hồi tưởng lại cảm giác an tâm mà Raphael cho mình. Trong chốc lát cô trực tiếp lau mặt để thanh tỉnh, cho rằng đó chỉ là cảm giác nhẹ nhõm, hân hoan và cảm kích vì đồng ý hợp tác. Cá nhân của cô không muốn có bất cứ mối quan hệ nào khác với Raphael ngoài sự hợp tác. Đến cùng cô chỉ là một nữ nhân muốn rời khỏi lòng giam sang trọng này, đi về vùng quê sống yên ổn. Sau khi lau mặt sạch sẽ, Cây Ena đột nhiên quay phát người ra nói dừng lại và bước ra đây đi. Em thấy sao? Xung quanh bỗng chốc lặng im chỉ nghe được tiếng gió. Reef từ đâu xuất hiện không một tiếng động. Đình chỉ hình phạt từ hoàng đế. Cả sự thay đổi các thị nữ mà cậu nắm quyền. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên không hề có mặt Reef, cậu ta nhận thấy rằng vị trí của mình đang dần bị thu hẹp. Hay nói đúng hơn là nó đang dần chuyển sang cầy Ena. Nếu là cái Ena của lúc trước, Reef sẽ nói rằng danh sách quản lý nội mệnh phụ quá nhiều và muốn cô chuyển hết sang người cậu, nhưng hiện giờ cầy Ena đang liên tục nắm giữ các quyền lực mới, khiến Reef cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên anh ta vẫn còn có thể chịu được giới hạn này vì dẫu sao trong thâm tâm của Reef, cày Ena mãi mãi là của cậu. Thời gian gần đây Reef nhận ra rằng mỗi khi gặp cây Ena đều có cảm giác sung mãn tự ánh mặt trời. Nhưng cảm giác này sẽ không còn nếu anh ta tiếp xúc gần với cô. Anh ta còn tinh ý phát hiện mùi hương cả cây Ena từ Genon và đồng thời ngay lúc này quyền lực của mình ngày càng tột ra khỏi tay như một hạt cát. Reef cố gắng sơ chuỗi những sự việc trước đó. Đầu tiên là câu nói hãy để chị kết hôn với người mà chị muốn. Sau đó lại có những cuộc gặp mặt với Raphael Kizray. Vì vậy mà Reef cho rằng cây Ena sẽ kết hôn với Raphael sau đó bỏ cậu ta đi. Vừa chạm mặt chị gái, Reef đã nói ra tiếng lòng của mình chị dám có suy nghĩ là sẽ rời khỏi em sao cây ena trong chốc lát không thể phản ứng ngay lập tức cô tiến lại gần ref định lên tiếng giải đáp thắc mắc của cậu nhưng chưa kịp nói đã bị ref nhìn mình bằng con mắt viên đạn kết hôn là điều chị mong muốn sao vậy nên chị nói là hôm nay chị đã gặp rafael cây ena lại nhạt đáp đó chỉ là tình cờ câu trả lời này khiến ref trở nên kích động hắn bắt lấy cánh tay cây ena hét lớn vào mặt cô với giọng điệu chỉ trích sao chị không nói thêm nữa đi nói điều này cũng là một phần của kế hoạch giống như việc chị đuổi sạch người trong cung của em đi vậy nhìn đối phương cày ena không nhịn được nhớ lại những gì mà hắn đã làm với mình ở kiếp trước khi bị julian hành hung cày ena đã gửi một loạt bức thư cầu cứu như lần nào cũng bị ngó lơ nhưng cô sẽ bỏ qua chuyện này vì dẫu sao nó cũng là quá khứ trở về thực tại reef hiện giờ đang nói lời đe dọa với cày ena hắn sẽ không để lại bất cứ mối nguy hại nào ảnh hưởng đến quá trình lên ngôi của hắn dù cho đó có là người chị lớn lên hắn từ nhỏ reef không ngừng ngại dùng tay bóc cổ cày ena hắn không hề biết người chị hiện giờ của mình đang thương xót cho thân phận phản diện của hai người cày ena để yên cho reef tùy ý hành động sau khi cô quyết định bản thân mình sẽ thay đổi kết cục cuối cùng của hai người, ena mới lên tiếng khiêu khích nói với Reep hãy giết mình như hắn mong muốn. Reep nghe xong thì cơ thể hắn cứng đờ ngay tại chỗ. Còn ena tiếp tục dùng tay mình nắm tay Reep tỏ ý nếu cậu muốn mình có thể chết bất cứ lúc nào. Hành động này khiến Reep giật mình, giật phán tay ra khỏi cô ena cho rằng cô đang không tỉnh táo khi nói những lời này. Hắn thật sự không hiểu nổi rốt cuộc mọi chuyện tại sao lại thế này. Lúc này ena mới bắt đầu nói mọi chuyện một cách bình thường vừa chạm vào vết hằn đỏ trên cổ do Ref gây ra, cô vừa nói: Hoàng tử không thể nắm giữ nội mệnh phụ mãi được. Giờ đây đã xuất hiện chỗ trống trong quyền lực của em thì em phải bổ sung lại chỗ đó bằng quyền lực chứ. Kena tiếp tục giải thích với Ref rằng sự thật ra nội mệnh phụ không phải là quyền hạn mà hoàng tử đáng được hưởng, đó chỉ là mánh khóe được tung ra để không giao quyền lực thực sự cho Ref mà thôi. Điều này không phải nói thì chính cậu cũng phải hiểu điều đó. Ref biết hành động của mình lúc nãy là thái quá. Ngẫm kỹ lại thì cậu đoán rằng đây chính là cơ hội mà chị gái của mình cho để cậu tự biết mà nắm lấy quả thật là đúng như vậy đây là cơ hội tốt nhất mà cầy ena dành cho cậu cô đã từng hứa là sẽ đưa ref lên làm hoàng đế vừa vuốt ve khuôn mặt của ref vừa nói nếu ref muốn có được quyền lực mới cô sẽ giúp cậu có được nói như thế nhưng ref vẫn không hiểu ý tứ trong lời nói của cầy ena cô nói rằng việc bây giờ của ref là cầu xin sự tha lỗi của hoàng đế vì quyền lực mới cuối cùng sẽ được trao lại từ ông ấy nên cậu giờ vẫn phải cúi đầu nghe lời nếu tâm trạng của hoàng đế có vẻ thoải mái hơn cậu hãy nói đến một thứ cầy ena thì thầm vào tai ref nói ra tên catherine linbert người này là tình nhân nhận được sự yêu thương của hoàng đế, người sẽ khiến cho hoàng đế quyền uy của thiên hạ trao quyền kế vị ngai vàng cho kẻ ăn xin vô lại như Heinrich. Kẻ đề xuất với Ref hãy biến người phụ nữ đó thành con gái nuôi của Bá tước Hamel, tức nhà ngoại của cô và nói rằng sẽ bắt đầu bảo vệ bà ấy khỏi Heinrich và các thế lực khác. Trở về vài chục năm trước khi hoàng đế rơi vào tình trạng nằm liệt trên giường bệnh, một hôm ông ấy đang đi về hướng khu vực săn bắn đã tình cờ gặp cathrin Lindbergh, người phụ nữ với đôi mắt nâu và khuôn mặt mang đậm nét dịu dàng, ngay lập tức đã khiến hoàng đế đem lòng yêu mến từ cái nhìn đầu tiên nhưng chủ gia tộc Lindbergh, cha của Cathrin đã chết do nghị tạo bằng tai nạn bởi âm mưu của đại công tử Heinrich. Ngay sau đó gia tộc Lindbergh đã bị Heinrich nuốt chửng và chiếm đoạt trong tay. Katrin luôn ở trong hoàn cảnh nguy hiểm có thể bị đẩy xuống làm dân thường bất cứ lúc nào. Về phía hoàng đế, ngay những ngày cuối đời ông ấy đã dùng hết mọi khả năng để bảo vệ người phụ nữ mà ông ta yêu thương. Nghe đến đây, Rf vô cùng kinh ngạc với ý nghĩ của cái Ena. Hắn không nghĩ cô có thể để Cathrin trở thành con gái nuôi của gia tộc Hamel. Đó cũng là coi tình nhân trẻ của hoàng đế là con gái của gia tộc Hamel, tức người một nhà với hoàng hậu tiền nhiệm cũng chính là mẹ của bọn họ. Reef không nghĩ mình sẽ đồng ý việc này, nhưng cái Ena thì ngược lại, cô biết em trai mình sẽ đồng ý ngay thôi. Vì so với việc đánh mất thị trường chợ đen nguồn tài chính kích xù khiến tâm trạng Reef bực bội thì việc chấp nhận, Catherine sẽ có nhiều mặt lợi ích hơn như có thể lợi dụng người phụ nữ ấy để kìm hãm quyền lực của hoàng đế hay các quý tộc khác. Reef một bên lại cảm thấy việc này vô cùng nguy hiểm khi Cathrin đã có một đứa con trai, người đó có thể đe dọa đến vị trí của mình. Nhưng điều này cái Ena cũng đã suy tính kỹ lưỡng, có biết CATHRIN là người muốn sống ở ẩn với con trai hơn là tham vọng quyền lực. Vì vậy mà ta không muốn con trai mình trở thành hoàng đế. Đồng thời đứa con ngoài giá thú kia cũng chỉ mới 10 tuổi, không thể nào làm lung lay quyền lực của Rief như cậu nghĩ." Cái Ena phân tích thêm cho Rief hiểu có bên phía Heinrich cũng ghét việc có thêm nhiều người kế vị ngai vàng vì vậy mà bọn họ đã ra tay với hai mẹ con CATHRIN rồi cũng nên. Thấy Rief không phản ứng lại bất câu nói nào của Ena, cậu trầm mặc suy nghĩ đến những lời cô nói ban nãy quả thật có chút hợp lý. Thấy thế Ena tiến lên lại gần Rief, chạm vào khuôn mặt không biểu cảm của cậu. Người phụ hoàng yêu thương không phải là hoàng tử Reb hay công chúa cày mà là con trai của Cathrin. Điều này chắc hẳn cậu rõ hơn ai hết. Đúng là một tình thương thật bi thảm. Ông ta bảo vệ và đến cả quyền kế vị cùng định trao lại cho Henrik. Nhưng đến cuối cùng quyền lực thực sự lại đang nằm trong tay của hai chị em bọn họ. Vì thế kẻ khuyên Reb hãy sử dụng hết tấm thẻ bài mà mình đã cho cậu. Đó chính là cách để bọn họ có thể sống sót ở hoàng cung. Kẻ ena chỉ cho reef nắm bắt cơ hội bằng cách bảo vệ cathrin để được hoàng đế công nhận đồng thời biến bà ta thành con tin trong tay mình như thế thì hoàng đế sẽ chuyển giao mọi quyền lực của mình sang cậu reef nghe xong thì không thể tin vào mắt mình vì cái cách kẻ ena đưa ra kế hoạch một cách tùy cơ ứng biến mà trong khi không có lấy một thông tin đặc biệt nào người chị này của mình dường như biết rõ chiến lược và sự tình về biến số và chuyển động của toàn bộ ván cờ việc này chỉ có kẻ mưu đồ bẩm sinh mới có thể làm được trong lúc cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì kẻ vươn tay tới nắm lấy tay cậu khiến reef trong phút chốc phản ứng lại cô đã trở về là cây ena của ngày thường nói lời giảng hòa cho cuộc đối đáp ban nãy và cũng thể hiện là một người chị ân cần dịu dàng và là chỗ dựa tinh thần của reef cảm nhận được cảm giác này reef mới hoàn toàn nhẹ nhõm dù đã giải quyết được hiểu lầm nhưng cơn giận của cậu vẫn chưa nguôi ngoai và một điều làm cậu quan tâm hơn hết là sự thông minh ấy của cây ena có thể sẽ mang lại nguy hiểm hôm nay là ngày olivia nhận chức thị nữ ở cung điện công chúa vừa bước đến hoàng cung cô đã cảm giác nơi này có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng của mình Cô quyết định nhập cung sớm để nắm bắt rõ tình hình trong cung nhưng cảm giác chóng ngợp nơi này khiến Olivia trong phút chốc không được thoải mái. Đang suy nghĩ miên man thì một bóng người bước tới. Là Vera, người thị nữ duy nhất được ở lại trong cung điện công chúa. Hôm nay Vera nhận được thông tin Olivia sẽ đến đây nên cô ấy đã đã chờ đợi. Olivia Gray cúi đầu nói lời chào với người mà mình gặp, sau này mong cô giúp đỡ. Sau khi làm quen, Vera dẫn Olivia đi tham quan cung điện của công chúa, vừa đi cô vừa trình bày tình hình bên trong cung điện. Vừa nói đến nhiệm vụ của Olivia là tiếp đón khách thì cô ấy đã khựng lại. Olivia không nghĩ công chúa lại có thể giao cho mình một nhiệm vụ quan trọng như vậy. Vị trí này cao chỉ đứng sau Vera. Vừa lúc đến phòng của cây Ena, công chúa đã chờ đợi thị nữ Olivia ở bên trong. Cô đã nắm rõ hết những điều Vera vừa nãy nói nên sẵn sàng đi gặp công chúa. Cánh cửa được mở ra, đập vào mắt là mùi hương dịu nhẹ giúp giảm bớt sự căng thẳng. căn phòng giống như bức họa phong cảnh với những tia nắng tươi đẹp rủ xuống chiếu dọi vào. Ngay lúc này Olivia có cảm giác không chân thực vì nó đẹp và hoa mỹ tới mức chói lòa mắt. Nhưng những thứ đó cũng chẳng là gì. Khi trước mắt cô là một nhan sắc tuyệt mỹ khó có thể lý giải. Olivia sau khi nhìn thấy cày Ena thì không khỏi căng thẳng. Đan chặt hai tay vào nhau. Cô cần phải trấn an mình phải thật bình tĩnh, lễ phép hết mức có thể. Cuối mình hành lễ với công chúa, thần Olivia Gray xin kính chào công chúa điện hạ. Cây Ena đặt quyển sách trên tay mình xuống hỏi cô đã đến hoàng cung sớm một ngày so với dự kiến đúng không? Olivia cũng thành thật trả lời rằng vì mình biết không có thị nữ giúp đỡ cho công chúa nên cô đã nhập cung nhanh nhất có thể. Cây Ena rất hài lòng với câu trả lời thông minh này, cô tỏ ý rằng lựa chọn Olivia làm thị nữ là một quyết định sáng suốt. Hoan nghênh đến cung công chúa tiểu thư Olivia Gray. Thái độ nhã nhặn của cây Ena khiến Olivia trong phút chốc sững sờ. Cô lấy lại tỉnh táo cuối người lần nữa bày tỏ mình đã sẵn sàng nhận công việc này. Cây Ena lịch sự mỉm cười. Cô thừa hiểu tính cách của đối phương. Olivia Gray cô ấy có mái tóc mượt mà óng ánh màu lúa mạch và đôi mắt xanh lanh loại tràn ngập sức sống. Từ thái độ đúng mực và nhã nhặn đã ăn sâu vào cơ thể cô ấy cho đến những lời nhận xét thông minh bằng đôi mắt sắc sảo và cái đầu nhanh nhẹn, mang lại cho người ta cảm giác ấm áp và tươi mới. Người con gái điềm tĩnh và thông minh ấy mới là nhân vật chính thực sự của thế giới này là nhân vật chính nên mọi thứ của Olivia Gray đều hoàn hảo trong mắt người khác. Nhận thấy được sự lo lắng trong mắt của đối phương khi gặp mình, Kayena lên tiếng trấn an Olivia, ta đã quyết định không đưa ra những lựa chọn để khiến ta hối hận thêm nữa. Cũng giống như là việc lựa chọn Olivia làm thị nữ, đó là sự lựa chọn mà Kayena sẽ không bao giờ hối hận. Để tiện cho việc nói chuyện nên Kayena mời Olivia cùng mình thưởng thức trà chiều. Cô tỏ ý mong rằng Olivia sẽ quên hết những chuyện lúc trước mà mình làm hại đến Olivia. Với tính cách của Olivia, cô ấy không hề để tâm đến những chuyện trước kia, ngược lại olivia còn cảm thấy câu chúa trước mặt đã khác với hình ảnh câu chúa trước đây mà mình biết không hề tỏ thái độ kiêu ngạo muốn hạ nhục mình đồng thời hành động và lời nói phát ra một cách quyền uy và thanh lịch tự nhiên đột nhiên kẻ ena nhắc đến tuổi tác của olivia theo như cô được biết thì có lẽ olivia đã tổ chức lễ trưởng thành mới đây thôi khác với suy đoán của kẻ ena lễ trưởng thành của olivia không được tổ chức vì trong nhà cô không có đủ sự bình đẳng và lại có nhiều người em nên olivia không hề có lễ trưởng thành như bao cô gái khác kẻ ena nghe xong thì nảy ra ý tưởng muốn cùng olivia trải qua lễ trưởng thành sắp tới của mình lời vừa nói ra đã khiến olivia sặc nước trà cô ngại ngùng cho rằng việc này có hơi thái quá ngược lại với ý nghĩ của olivia cầy ena lại cho rằng từ giờ cô đã là người của mình nên kẻ ena chăm lo cho thị nữ của mình là bình thường thái độ của olivia trở nên ngập ngùng giọng nói cũng lắp ba lắp bắp Cầy ena không nói nhiều trấn an olivia lần nữa nói rằng danh dự của người bên cạnh ta chính là danh dự của ta hơn cả việc thành người của ta khiến cho người của mình không còn cảm giác thiếu sót nào đó chính là nghĩa vụ của một người chủ nhân Cầy ena vừa nói vừa cười tỏ ý olivia hãy nghĩ cho danh dự của cô đừng có từ chối thêm lần nào nữa dáng vẻ uy nghiêm của sự thống trị của cày ena khiến olivia cảm giác câu chúa cày ena đã thành thục việc cai trị cô lễ phép đồng ý lời đề nghị của cày ena olivia nắm chặt đôi tay tự nhủ rằng câu chúa mới đúng là một người hoàng tộc thực sự đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa vera bước vào thông báo ngày kỳ mà cày ena mời đã đến cày ena ngạc nhiên vì anh đã đến sớm hơn dự kiến cô liếc nhìn olivia một bên cảm thấy đây là một sự trùng hợp hắn đến đúng lúc olivia vừa vào cung vì vậy hiện giờ không nên chưa gì mà đã để cô ấy với kỳ gặp nhau tuy là hơi tiếc cho cơ hội gặp nhau lần này của hai người nhưng kẻ ena tin rằng mình sẽ tạo cơ hội lần nữa cho hai người gặp nhau trong nay mai cô nói với vera truyền lời mình sẽ đến ngay đây bên trong khuôn viên của cung điện các loại bánh ngọt và món tráng miệng đã được bày lên bàn đầy đủ tiếp sau đó là hình bóng của một người nam nhân lịch lãm Raphael trong lúc chờ cây ena thì nhâm nhi thưởng thức trà mà thị nữ dâng lên đúng lúc này cây ena mặt một bộ đồ mới bước vào ta không để ngài đợi lâu đâu nhỉ ngài kỳ thấy được chủ nhân của lời mời xuất hiện Raphael đứng dậy bước đến lịch sự hành lễ chào hỏi công chúa anh nhắc lại lời nói của cây Ena vào mấy ngày trước, cô đã đồng ý giải đáp những thắc mắc mà hắn muốn. Một ánh mắt mạnh mẽ lướt qua trên người cây Ena. Raphael lịch lãm cầm tay công chúa tỏ ý mình muốn nghe câu trả lời từ người. Đối với lời đề nghị này, cây Ena cũng nhẹ nhàng đồng ý. Cô bước đến bên ghế ngồi của mình, mời Raphael dùng trà trước. Vì nghe anh sẽ đến vào ngày hôm nay nên cô đã tự tay pha bình trà này. Raphael nghe xong thì chuyển lực chú ý lên tách trà mà vừa được rót ra cách đây không lâu. Hơi ấm của tách trà bao phủ lên đôi tay của anh. Sau khi thưởng thức có thể cảm nhận được hương hồng trà thơm ngát quanh quẩn nơi đầu mũi, mùi vị của trà khiến Raphael cảm thấy kỳ lạ. Nhớ lại những ly trà trước đó mình đã dặn người hâu pha đúng công thức mà cây đưa nhưng vẫn không thể nào có lại hương vị như cô đã pha. Trong thâm tâm của Raphael xuất hiện một tia nghi ngờ. Có lẽ mùi vị của trà ngon vì lý do là nằm ở trên người của cây Ena. Raphael nhanh chóng nói rằng mình rất thích vị trà này nhưng dù cho có làm theo cách mà cây nói thì hương vị vẫn khác bọt, không giống như bây giờ càng nói âm thanh của Raphael càng nhỏ lại tựa như không muốn kể Ena nghe thấy ý tứ trong câu vị trà mà công chúa đã pha cho thần đúng là rất khác biệt. Kể Ena nghe được câu nói lẩm bẩm của Raphael nhưng cô nhanh chóng cho rằng ý tứ trong câu này chỉ đơn giản là ngài công tước nói đùa cho vui vì thế mà bản thân đã cười phá lên. Nói đùa vui như vậy là đủ rồi. Kể Ena bắt đầu vào việc chính. Cô hỏi Raphael đã tìm hiểu về đối tượng kết hôn rồi đúng không? Raphael nhanh chóng khẳng định những gì công chúa nói trước đó với hắn là đúng. Ngay trước khi phá sản vì nợ nần, nhà bà tước Evan đã âm thầm điều tra, họ cho rằng chắc chắn có sự nhúng tay của đại công tước Heinrich. Thêm vào đó từ thư Rita của nhà tử tước Bắc Kinh cũng vậy, mọi thành viên trong gia đình đều biết căn bệnh điên dại của cô ấy. Qua những việc này, Raphael càng thắc mắc vì sao công chúa lại biết. Còn có cả những tin tức khác về cô mà anh tra được. Sau khi kẻ Ena ngất xỉu vì căn bệnh dị ứng và làm rúng động cả hoàng cung, cô đã đuổi tất cả các thị nữ đi, bây giờ lại còn đảm nhận chức vụ quản lý tài chính tạm thời ở nội mệnh phụ. Raphael đều tò mò về những điều đó. Anh còn thắc mắc công chúa Ena hiện nay đang muốn vẽ ra chuyện gì và tương lai cô muốn hướng đến như thế nào cây ena nghe xong thì mỉm cười cô lịch sự từ chối trả lời những vấn đề này khiến Raphael phút chốc kinh ngạc trong lúc anh đang định nói gì thêm thì cây ena đã đứng dậy cắt ngang lời nói của anh cô tỏ ý nếu ngài công tước thành người của mình thì mình sẽ chia sẻ cho anh biết những điều mà anh thắc mắc về cô nhưng nếu anh sợ hãi thì từ chối vị trí hợp tác này cũng không sao vì sau khi biết được câu trả lời của cô Raphael sẽ không thể trốn chạy được cây ena tiến về phía Raphael. vừa đi vừa nói giả sử điều ngài muốn không thể đạt được thì sau khi thành người của cây Ena ta, ta sẽ giúp ngài hết sức có thể. Cây Ena tự tin vào những gì mình có cũng như là nếu giúp cô Raphael sẽ đạt được mong muốn của mình. Cô duỗi tay về hướng Raphael, tỏ ý mời anh trở thành cộng sự của mình. Còn nói rằng giao dịch này Raphael cũng không hề bị thiệt. Raphael thần thờ nhìn công chúa đang đứng ngược với ánh nắng, thái độ đường đường chính chính không hối hận với sự lựa chọn của bản thân. Như thế đoán trước được tương lai ở phía xa xăm. Danh xưng công chúa như sinh ra là dành cho cô ấy. Nhưng Raphael cũng nhớ lại dáng vẻ cây Ena chỉ là một cô gái nhỏ bé và mỏng manh khi tới gần cô công chúa này. Cả việc ôm trầm lấy cô, Raphael đã có suy nghĩ mình muốn bảo vệ cô ấy. Vì vậy mà ngay lúc này, đứng trước lời mời hợp tác của cây Ena, Ripper quỳ nửa người tỏ ý mình nguyện ra nộp thân thể này để giúp công chúa. Anh hôn lên mu bàn tay của cô như là một hành động tỏ ý khẳng định lời nói của mình xuất phát từ chân thành. Nhìn đối phương đang cầm lấy tay mình, nói lời tuyên thệ cho cuộc giao dịch này. Ánh mắt của cây Ena trong phút chốc thay đổi. Cô nhìn Raphael một cách rạng rỡ, cúi người đáp lời, xin nhờ ngài hỡi cộng sự của ta, Raphael đã quỳ một lúc lâu nên cày Ena mời anh đứng dậy. Cô tỏ ý cảm ơn vì Raphael đã khó khăn đồng ý lời đề nghị của mình. Nhưng Raphael không cho là thế. Anh không nghĩ mình đã khó khăn để quyết định lời mời hợp tác này vì công chúa đã cho anh ta thấy nhiều thứ. Cô đã không ngừng ngại làm những việc vì để khiến bản thân mình tin tưởng. Raphael nhìn cày nói không hiểu sao thần có cảm giác người sẽ không lựa chọn sai lầm trong bất cứ việc gì. Câu nói này khiến cày Ena sững sờ tại chỗ. Cô nắm chặt tay phản bác lại những lời mà Raphael đã nói. Không phải lúc nào ta cũng đúng, cũng có lựa chọn sai lầm và cũng có hối lúc hối hận tựa như việc mà Reyes trong hai kiếp đã đối với cày Ena. Thế nhưng đối với cô mà nói, trải qua những cảm giác tồi tệ đó thì mới có mình của bây giờ. Cày Ena quyết sẽ không để mình phải hối hận thêm lần nào nữa. Nói đến đây cũng đã đủ nên cày Ena chuyển sang nói về những lưu ý khi Raphael cần nắm khi hợp tác chung với mình. Cô sẽ không chia sẻ tất cả mọi chuyện cho anh biết, tuy làm việc cùng nhau nhưng sẽ không có chuyện thảo luận rồi phơi bày tất cả mọi chuyện của cô ra. Vì một khi bí mật của cày Ena bị lộ, cả cô và Raphael đều gặp nguy hiểm. Cô cũng tỏ ý mình có thể sẽ không phải là người có khả năng tốt nhất để Raphael hợp tác. Cũng nói ra suy nghĩ bên trong anh hiện giờ đang tồn tại rất nhiều điều khả nghi. Nhưng cô mong rằng ngài Kira có thể tin tưởng mình một cách tuyệt đối. Cây Ena vừa cười định nói thêm, thì Raphael đã lập tức đáp ứng lời đề nghị của cô, khiến cây Ena có chút không thể tin. Raphael tiến lại gần cái Ena vừa đi vừa nói mình không hiểu lý do là gì, nhưng lại thay con tim này lại tin tưởng cây Ena, chắc chắn cô sẽ không làm chuyện tổn hại đến mình. Anh ấy tự tin vào những gì con tim mình cảm nhận được là đúng và hơn hết nữa chính anh cũng muốn tin vào cày Ena. Raphael nắm lấy bàn tay của cô. Đối với anh hơi ấm của người xa lạ rất khó chịu và nhạt nhẽo, bàn tay của họ có cảm giác ghê tởm như giòi bọ bỏ qua. Khi tiếp xúc với người lạ, Raphael cảm giác bụng như quặn lại, máu nguội đi, mặc ói đến mức muốn nôn hết ra, dù anh có làm mọi cách đi nữa thì những triệu chứng ấy đều không thể khỏi. Nhưng cảm giác kỳ lạ đó không còn khi Raphael tiếp xúc với cầy Ena. Ngẫm nghĩ một lúc lâu Raphael nói ra lời thật lòng của mình. Anh sẽ không hối hận vì chọn cày Ena. Nói xong liền nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô khiến cây Ena nhất thời ngại ngùng. Cô nhanh chóng rút vội tay mình ra khỏi người Raphael. Cây Ena cạn lời với chính mình khi nói quá trời chuyện. Cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, à phải rồi chúng ta đang nói về chuyện hủy hôn của ngài, nghe bảo các gia tộc khác đã xác nhận hết rồi phải không? Chắc ngài sẽ gặp tiểu thư Olivia sớm thôi, hôm nay cô ấy cũng vào cung giống ngài nhưng mà chưa phải lúc nên không thể gọi ra được. Cây Ena tỏ ý sẽ tạo một cơ hội để hai người gặp nhau, còn khen Olivia là người thông minh và dịu dàng, công thức chắc chắn sẽ thích cô ấy. Lời nói của Cây Ena khiến Raphael khựng lại, anh nhớ ra một thắc mắc nữa mình muốn hỏi. Thắc mắc này liên quan đến cậy Ena và cả tiểu thư Olivia gì đó. Raphael nắm chặt tay cố gắng nói ra thắc mắc của anh. Vì sao người liên tục nói tiểu thư Olivia với thần? Ngay cả khi trò chuyện về chuyện hôn nhân ở Hoa Viên lần trước, công chúa cậy Ena vẫn nhắc đến Olivia. Cảnh tượng đó khiến Raphael vô cùng khó chịu đến mức chán ghét. Anh cảm nhận cậy Ena đang mong muốn mình và tiểu thư Olivia thành đôi. Vì vậy mà Raphael đã ở trước mặt cậy Ena gọi cô. Nhìn khuôn mặt thản nhiên như không có gì của công chúa, Raphael càng thêm chắc chắn với quyết định của mình. Hóa ra khi gặp thần, người vẫn luôn chỉ nói về tiểu thư Olivia. Kể nhìn thấy khuôn mặt xót xa của Raphael khi nói ra lời nói đó, nên cô đã nhanh chóng chủ động xin lỗi vì đã làm ngài công thức khó chịu. Ngay cả Raphael cũng sững sờ sau khi nghe lời xin lỗi của công chúa. Anh nhận ra mình đã khó chịu nhưng không hiểu mình vì sao lại khó chịu. Cảm thấy mọi chuyện không ổn nên Raphael nhanh chóng chào tạm biệt Kể sau đó ra về. Anh càng đi càng nhanh như muốn che đậy cảm xúc khó chịu và tâm trạng tệ của mình. Chính mình cũng không hề biết bản thân đang bị làm sao. Về phía Kể sau khi bị Raphael bỏ mặc cô vẫn đứng ở đó ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một ngày đẹp trời tại cung điện của cầy Ena. Vera bước vào với vẻ mặt khó nói. Ngập ngừng thông báo cho cầy Ena biết. Ngài Raphael lại gửi thêm một bức thư, tin tức này khiến cầy Ena mệt mỏi. Kể từ lần gặp mặt lần trước Raphael đã liên tiếp gửi thư cho cầy Ena, đến nay đống thư tín này chất cao như núi. Vera một bên nói ra suy nghĩ của mình, lỡ như ngài kỳ đem lòng yêu người thì sẽ làm thế nào đây? Nhìn đống thư ngổn ngang trên bàn. Vera lo rằng nếu người ta biết hành động của ngài kỳ dai thì chắc cả giới thượng lưu sẽ nháo nhào một trận lớn chuyện này ngay cả cây Ena cũng chẳng hiểu nổi Raphael tại sao lại làm như thế. Nhớ đến khi đó anh ta đột nhiên bỏ chạy ra ngoài. Lần đầu tiên kẻ Ena thấy Raphael hành động bộc lộ cảm xúc như vậy, tuy anh ta đã thường xuyên gửi thư xin lỗi nhưng kẻ Ena vẫn có cảm giác sai sai. Mặt khác ở nhà Kizray, Barton và Jeremy đang bàn tán xôn xao về thái độ kỳ lạ của chủ nhân. Chỉ có kẻ Ena bên này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với Raphael. Cô chỉ muốn Olivia và Raphael thành một đôi theo nguyên tắc. Ngẫm kỹ lại hành động của mình, Kayena cảm thấy mình giống như người chen vào mối quan hệ của họ, đến cả cô còn giật mình bởi ý nghĩ này của bản thân. Ena vỗ vào mặt vài cái để thôi thúc bản thân tỉnh táo lại, Vera thấy hành động này của chủ nhân thì giật mình hoảng hốt. Khuôn mặt Ena đã bị cô vỗ đến mức đỏ rát. Ena chỉ đành tiếp tục cố gắng chấn tĩnh bản thân mình bằng cách khác. Thái độ của cô khiến Vera đứng một bên cảm thấy lo lắng. Tuy điện hạ bày ra vẻ không sao nhưng dạo này đột nhiên người chẳng có sinh khí nào cả. Vera quyết định kêu phía nhà bếp chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng tăng năng lượng. Annie bên cạnh hỏi cô bọn họ có cần trực tiếp đi đến nhà bếp chính không với danh nghĩa là thị nữ thân cận nhất bên cạnh công chúa vera đương nhiên phải đi đến bếp đã theo dõi kỹ càng những món ăn dâng lên cho công chúa không dừng lại ở đó cô còn liên thai liên thuyên về khẩu vị cũng như thực phẩm mà công chúa không thể ăn được ví như cây ena không thể ăn những loại hạt vì cô bị dị ứng khi dâng lên các món hải sản thì cũng phải đặc biệt lưu tâm vì công chúa không thể ăn được thức ăn có mùi tanh nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì thị nữ như bọn họ chắc chắn sẽ bị trách phạt trong lúc Annie một bên đang nghiêm túc những lưu ý mà Vera nói, thì Vera lại suy xét kỹ hơn, cô phải cùng lúc theo dõi một số người vì vera nhận ra mỗi khi mình vào nhà bếp tổng quản lý khu bếp của cung điện chính luôn bài xích mình còn có cả phu nhân heli thị nữ trưởng lớn nhất trong cung kẻ luôn lớn lối và xích mích với cả ena đang miên man suy nghĩ về những dấu hiệu khác lạ của hai con người kia thì một giọng nói từ đâu vang lên tiếng bước chân càng ngày càng tới gần nhắc tào tháo tào tháo tên thị nữ helia xuất hiện hỏi vera đang đi đâu thế nhìn thấy người trước mặt vera không hề có chút cảm tình nào với bà ta tuy nhiên cô vẫn lịch sự nói rằng mình đang đến nhà bếp để kiểm tra kỹ thức ăn của công chúa bà helia nghe xong thì kích động không thôi bà ta hướng về phía Vera mắng chửi suối xả cô thường xuyên vượt quyền ra ra vào vào khu vực nhà bếp Vera nhận ra rằng mụ Helia đang đổ mọi tội lỗi lên người mình nhưng lúc này cô cần phải nhẫn nhịn không thể để công chúa bị mang tiếng vì vướng vô cuộc tranh cãi này Vera như tìm được lý lẽ vùng lên cãi tay đôi với mụ Helia phu nhân bảo vượt quyền ư đã là thị nữ thì việc phải kiểm tra đồ ăn thức uống là chuyện đương nhiên vì vậy mà hành động của tôi không hề có vấn đề gì cả thị nữ Helia nghe xong thì giữ người lời nói của Vera vì quá hợp lý nên bà ta không có cách nào phản bác lại điều này càng khiến Vera hoài nghi nhiều hơn về thái độ của à Cô nghĩ thì nữ Helia có lẽ là người của Rep, bà ta đang cố gắng kìm hãm thế lực của công chúa ở mệnh nội phụ. Vì thế mà cô lấy lý do trước đây vì công chúa mắc dị ứng, nên mình cần phải kiểm tra kỹ thức ăn dâng lên cho công chúa. Lời vừa nói ra đã khiến Helia phải nhếch môi. Bà ta bắt đúng trọng tâm hất bát nước bẩn lên người Vera, hình như cô là đang ám chỉ tổng quản phòng bếp không biết điều ấy mà cứ thế chuẩn bị đồ ăn thôi thì phải. Nghe bảo sự cố dị ứng hạt cũng chỉ là bánh cúc kia mà thị nữ đem lên nhầm. Nếu xét theo lý do trên thì có phải lỗi của nhà bếp đâu, mà là lỗi nằm ở những thị nữ của công chúa lý lẽ này trực tiếp biến vera từ thế chủ động thành bị động thị nữ helia cứ theo đà tiếp tục đà kích về lựa chọn bốn thị nữ của công chúa bà ta cho rằng bốn thị nữ mà công chúa chọn không có gì đặc biệt lời nói này ngay lập tức khiến vera nổi giận cơn tức kéo dài cho đến khi về đến phòng của mình vera vẫn còn khó chịu cô không hiểu vì sao công chúa có thể bình tĩnh khi gặp phải những trường hợp như thế này càng nghĩ vera càng đau đầu ở hoàng cung có một quy tắc ngầm đó là phải có ích thì mới có thể tồn tại vì vậy vera sẽ dễ dàng bị đào thải nếu không quyết đoán mạnh mẽ hơn cô quyết tâm phải trở thành người có ích cho công chúa vì đó là cứu rỗi duy nhất của mình trở lại với kế hoạch lục soát khu nhà bếp chính vera không thể một mình làm điều ấy cô cần người giúp đỡ đang suy nghĩ nhức cái đầu thì tiếng động từ cửa phát ra là olivia từ bên ngoài bước vào đây cũng là người mà vera có thể tin cậy ngay lập tức cô nói tất cả kế hoạch của mình cho olivia nghe cô nàng sau khi nghe xong thì sững sờ ngay tại chỗ và thế là một kế hoạch lên sàn với sự góp mặt của vera và olivia hai người thay đổi trang phục thành trang phụ của nữ hầu nhiệm vụ của olivia là lôi kéo sự chú ý của bếp trưởng còn vera sẽ âm thầm đi xung quanh điều tra cô khẳng định trong nhà bếp hiện giờ đang ẩn chùa một bí mật nào đó vì hành động kiểm tra thực phẩm nhiều lần của tên bếp trưởng vô cùng khả nghi đặc biệt khi các thị nữ khác ghé thăm phòng bếp ông ta sẽ giận dữ hết lớn để đuổi bọn họ ra vera chắc chắn rằng tên bếp trưởng này có thể đang tham ô tiền bỏ vào túi riêng tại nhà bếp chính của hoàng cung lúc này tên bếp trưởng vừa xem báo cáo vừa phàn nàn tháng này mình ăn chặn của công quả ít đúng như vera nghĩ tên bếp trưởng này đang ăn xem số tiền nhập nguyên liệu làm thức ăn đồng thời hắn còn thông đồng với thị nữ helia kia trong lúc đang tự nhủ bản thân lần sau sẽ tham ô nhiều hơn một giọng nói từ cửa vang lên olivia tỏ ý mình là thị nữ mới đến không biết đường của cung công chúa nên đã bị lạc trong lúc bếp trưởng đang buông lỏng cảnh giác thì vera từ đằng sau xuất hiện đang lúc ông ta định đuổi người như thường lệ thì máu háo sắc nổi lên hắn ta soi xét kỹ lưỡng từ đầu đến chân của olivia nhận định đây chắc có lẽ là một tiểu thư quý tộc càng nhìn đôi mắt của bếp trưởng càng híp lại ông ta đột nhiên có một suy nghĩ đen tối với cô gái trước mặt vì vậy mà tiến lại gần olivia để bắt chuyện tạo cơ hội tuyệt vời cho vera thu thập bằng chứng trong lúc cô đang thầm cảm ơn Olivia và cố gắng tìm tòi. Một cảnh tượng đập vào mắt Vera khiến cô sững sờ trong giây lát. Tên bếp trưởng đang quấy rối Olivia, không những thế hắn còn nói những lời ghê tởm rằng nếu làm ta hài lòng thì em có thể được nuôi ăn nuôi ở đấy. Olivia lúc này sắc mặt tái nhợt đi vì sợ hãi nhưng cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Càng làm cho tên bếp trưởng được nước lần tới, hắn nắm chặt hai vai của Olivia tạo cơ hội để sàm sữa cô nàng. Một màn này đều bị Vera thu vào trong tầm mắt. Cô không thể chịu thêm được nữa, vì vậy mà đã đứng dậy hét lớn vào mặt ông ta, ông đang làm cái gì thế hả? bếp trưởng bị phát hiện trong phút chốc có tật giật mình đang định giải thích theo phản xạ thì ông ta chú ý đến vấn đề khác bếp trưởng nhận ra vera là người mà mình đã đuổi ra khỏi bếp được đà ông ta lần tới chỉ chỉ trỏ trỏ vào người vera chất vấn cô lục lọi nhà kho vera cũng biết sự việc đã dối tung lên nhưng cô không thể để yên chuyện olivia vì mình mà đã bị làm nhục vera cắn chặt răng thầm nghĩ dù gì mình cũng lục lọi nhà kho rồi biết đâu như thế lại là chuyện tốt vì công chúa đã đặt niềm tin vào cô nên vera phải báo đáp tấm lòng ấy của người cô phải giúp ích cho công chúa tiếng chửi mắng của bếp trưởng nhanh chóng làm những người khác chú ý ông ta vẫn không có ý định dừng lại tiếp tục nhắc về công chúa và lời mắng của mình bộ cung công chúa dạy dỗ thị nữ theo cái kiểu này à mặc dù được người khác nhắc nhở nhưng bếp trưởng không có ý định dừng lại chuyện xảy ra lúc nãy khiến ông ta dâng lên một cảm xúc bất an đoán rằng đám người của vera đã biết được thứ gì đó nên bếp trưởng cần phải ham dọa để bọn họ không thể quay lại lần hai nếu việc tham ô bị lộ ra thì ông ta sẽ tiêu đời vì vậy mà bếp trưởng định thẳng tay tát vào mặt vera nhưng bàn tay chưa đụng vào một cọng tóc của cô đã bị ngăn lại bởi một cánh tay khác nhìn người trước mặt bếp trưởng không khỏi kinh diễm là công chúa cày ena đã kịp thời đến đây thành công bảo vệ vera và olivia khỏi móng vuốt ghê tởm của tên đầu bếp vì cô cảm thấy kỳ là nên mới vội tới đây xem ra cày ena đã quyết định đúng đắn cô tới ngay lúc bếp trưởng đang định ra tay với hai thị nữ của cô sự xuất hiện của cày ena khiến bếp trưởng trong phút chốc không thể làm được gì vera một bên đang ngập ngừng hỏi vì sao công chúa lại đến đây cày ena mỉm cười không trả lời câu hỏi đó của vera cô ngược lại hỏi vera những món mình không thể ăn là món gì là một thị nữ thân cận của công chúa Vera nhanh chóng liệt kê những món hư độ phộng và các loại hạt hay các loại hải sản có mùi tanh như cá sống. Ena vô cùng hài lòng với câu trả lời của Vera, cô tiếp tục nói, nhưng mà lạ nhỉ những thị nữ mang đồ ăn đến vào hôm nay đã đem các món cá dâng lên cho ta đấy. Trở lại vài giờ trước ở cung công chúa, hai người hầu mà Ena chưa bảo giờ gặp lại đem thức ăn vào phòng cho cô. Bọn họ lấy lý do là thiếu người nên được phân công đến đây. Còn không ngừng nhìn về hướng công chúa cười cợt nói rằng thị nữ trưởng đã nhờ bọn họ chăm sóc cho Kena. Đương nhiên cô cũng nhận ra đám sâu bọ trước mặt đang khinh thường mình, đám người này chắc chắn là người của Reef hắn ta chưa gì đã muốn ra oai phủ đầu cày ena ngoài ánh mắt khinh miệt ra bọn họ còn tặng cho cô một bất ngờ khác cố tình đem món cá tươi sống mà cày ena không thể ăn được dâng lên cho cô cày ena không muốn nhiều lời với bọn chúng cô ra lệnh cho bọn họ ra khỏi phòng mình nhưng đám người này vẫn không nhúc nhích còn trịch thượng cười cợt đùa dỡn như thể cày ena ngang hàng với bọn họ đang nói hăng say thì một tiếng động làm phá vỡ không khí yên bình của căn phòng là tiếng thủy tinh vỡ lần này cày ena trở nên nghiêm túc nói thì ra các ngươi đang khinh thường không nghe lời của công chúa nhỉ ta bảo các ngươi đi ra ngoài có nghe không lúc này hai người kia mới biết mình đã hành động quá mức bọn chúng hoảng sợ nhanh chóng chạy vội ra bên ngoài lúc này Annie bước vào thông báo bên phía nhà bếp Olivia và Vera đang gặp rắc rối vì đã đọc quyển tiểu thuyết nên kẻ Anna biết đã có chuyện gì xảy ra với nhà bếp nhưng cô không nghĩ chuyện đó lại tới nhanh như vậy tức tốc kẻ Anna nhờ Annie dẫn mình đến nhà bếp trở về hiện tại kẻ Anna tiếp tục nói mình đã nghĩ kẻ nào lại tiếp tục cố ý dâng lên mấy món làm từ hạt rồi hải sản nên đã nhờ Vera đích thân đến nhà bếp theo dõi thế nhưng lại nghe nói bếp trưởng nhiều lần đuổi cô ấy ra cô nghi ngờ những việc này là chủ ý của bếp trưởng tên bếp trưởng nghe xong thì xoắn xa xoắn suýt chối bê bẩy lấy cớ rằng mình sợ họ bị tổn thương bởi khói lửa và dao bén của phòng bếp nên mới hành động như thế còn cả việc điều phối thức ăn đi đâu là trách nhiệm vụ của phu nhân helia không phải là hắn cây ena hỏi rằng hắn không hề biết điều này à như bắt được trọng tâm trong câu nói của cây ena tên đầu bếp cứ đà tiến lên biện hộ cho hành động của mình trực tiếp phủi mọi trách nhiệm lên người mình hắn ta còn tự hào với chức bếp trưởng của hoàng cung lâu nay của mình lời nói ra khiến cây ena chỉ biết cười khẩy người nói tự tin như vậy càng làm ta tò mò hơn ấy Cây bảo Vera đi tìm phu nhân Helia đến đây ba mặt một lời. Vera sau khi nghe thấy công chúa nhắc đến mình mới vội vàng giải thích lý do cô cùng Olivia đến đây. Cây Ena vỗ vai trấn an Vera, cô biết thử chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy Vera chỉ cần tin tưởng cô là được. Vera nghe được lời nói từ cây Ena cũng không giải thích gì thêm, cô nhanh chóng xin phép lui xuống. Trước khi ra khỏi cửa, Vera ngoái đầu lại lần nữa tự hỏi điện hạ vẫn luôn biết việc ở phòng bếp à? Sự việc mà cô nghi ngờ vẫn chưa báo cáo với cây Ena và cô ấy cũng không có vẻ gì như là muốn điều tra việc của phòng bếp cả. Vera thắc mắc vì sao công chúa lại biết được tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Trong thời gian Vera đi gặp thị nữ Helia, cầy Ena bày tỏ mình sẽ đi xung quanh phòng bếp xem sao. Bếp trưởng ngoài mặt tỏ vẻ khú núm vui vẻ đồng ý, nhưng trong thâm tâm của hắn đều tràn ngập cảm xúc khinh thường cô công chúa vớ vẩn mà mình biết. Cầy Ena đi xung quanh khu bếp chính, cô dừng lại ở kho nguyên liệu được giới thiệu là nguyên liệu dùng cho bữa tối hôm nay. Những nguyên liệu tươi mới được sắp xếp trước mắt chứng tỏ đã trải qua chọn lựa kỹ lưỡng. Ngay khi Kayena định chạm vào những nguyên liệu trước mặt, thì đầu bếp một bên bất an hỏi cô có vấn đề gì vậy? nhìn đống nguyên liệu trước mặt cầy ena đoán rằng hắn đã xử lý xong hết chứng cứ tình hình như này là không được vì cô cần bắt tận tay dây tận mặt hoặc có chứng cứ xác thật để kết tội hiện giờ không cần vội vàng hấp tấp tránh đứt dây đoạn rừng tất cả đối với cầy ena mà nói chỉ mới là bắt đầu vì vậy mà cô lập tức đứng bật dậy khôi phục tư thế cũ thể hiện mình đã xem xong nguyên liệu đầu bếp nghe xong thì vô cùng nhẹ nhõm vừa lúc thấy cầy ena xem xét kỹ đống nguyên liệu khiến ông ta sợ rằng việc mình làm bị lộ tẩy nhưng một ý nghĩ bỗng lóe lên khiến ông ta đứng ngồi không yên lỡ như công chúa là đang dò xét thì sao Đầu bếp đã kê khai số lượng lớn nguồn thực phẩm ở phòng bếp và nhận lấy số lượng tiền dự chi lớn. Nhưng trên thực tế những thùng thực phẩm nhập vào đây là đồ giả mạo, thử phẩm chỉ nằm phía trên, ở dưới nhét đầy đá. Phu nhân Helia là người phụ trách việc theo dõi trông coi khâu này, nên ông ta đã nhận được sự giúp đỡ của bà ta và tiếp tục việc bòn rút. Hắn đã bị dụ dỗ bởi một người khác bằng những câu nói như là dù mấy người hoàng tộc ăn thức ăn đắt tiền ấy không quan tâm đến nhà bếp đâu. Hắn ta còn đưa ra biện pháp để đầu bếp biện bạch cho những hành động vứt bỏ thực phẩm của mình. Đầu bếp nghe xong thì thắc mắc vì sao người kia lại giúp mình. Hóa ra là vì quan hệ lợi ích đôi bên. Ông ta là đầu bếp của hoàng cung nên cũng biết lợi nhuận từ việc tham ô tiền từ hoàng thất. Dựa vào đó đối phương nhanh chóng vạch trần tham vọng muốn trở thành người có tiền của đầu bếp. Chỉ cần ông ta cho hắn biết hành tung của công chúa thì tham vọng của đầu bếp sẽ trở thành sự thật. Đầu bếp nói rằng nếu mình không làm thì sao? Vì dù gì người mở lời cho lần hợp tác này là đại công tước Heinrich. Tên đầu bếp thực sự không hiểu công tước Heinrich rốt cuộc muốn làm gì. Âm mưu của Heinrich rất rõ ràng, hắn muốn trong hoàng cung càng có nhiều người của mình càng tốt, như thế có thể nắm được thông tin chính là có được quyền lực và sức mạnh. Theo lời Heinrich tên đầu bếp cần hợp tác với phu nhân Helia. Mục đích là tránh đi ánh mắt của dàn thị nữ khác trong hoàng cung. Bà ấy là người thích hợp nhất vì là người của hoàng tử Reep, hợp tác với bà ta có thể giám sát luôn cả Reep. Heinrich lấy ra đống vàng bạc đưa cho tên đầu bếp, xem như là vật có ích đối với gã. Lúc này tên đầu bếp vẫn còn run rẩy trước hành động kiểm tra của cây Ena, cũng còn may là hắn đã lấy đá bỏ ra trước nên sự việc mới không bị bại lộ. Bỗng nhiên một tên người làm khác bước vào thông báo đơn vị cung cấp nguyên liệu thực phẩm đã đến. Những thùng nguyên liệu thực phẩm ấy vẫn có chứa đá ở dưới đấy như trước, Lúc này công chúa vẫn còn ở đây nên không tiện nhập hàng vào bên trong hoàng cung. Vì vậy mà gã đầu bếp lấy lý do vẫn còn câu chúa trước mặt không tiện gặp mặt nhanh chóng ra lệnh để đám người giao nguyên liệu đi về. Tuy nhiên kẻ Ena đã nhìn thấu tâm tư của gã, vì thế mà cô đã lên tiếng ngăn chặn hành động của tên đầu bếp. Cô ra lệnh cho người hầu gọi họ vào đây, ta sẽ trực tiếp cảm ơn cho công sức vất vả của lái buôn. Bên ngoài cửa hoàng cung, xe đưa nguyên liệu đã đứng trước, người giao hàng đã chờ một lúc lâu, nhưng vẫn chưa thấy người ra nhận hàng, còn nhà bếp bên trong thì lại ồn ào nhốn nháo hắn biết chuyện bếp trưởng không cho kẻ khác tùy tiện vào bếp vậy mà hôm nay lại đông người như thế khiến người giao hàng không khỏi thắc mắc trong lúc người giao hàng đang đợi người nhận nguyên liệu cây ena đã xuất hiện ở đây theo như kế hoạch dưới cái nắng chói trang cô xuất hiện như một nữ thần sắc đẹp đợi đến lúc có người nhắc nhở tên giao hàng hành lễ với công chúa thì hắn mới phản ứng lại cúi dạp người run rẩy hành lễ với cây ena cô nhanh chóng mời hắn đúng dậy nói tuy chúng là những thứ dùng để chuẩn bị thức ăn cho chúng ta nhưng ta đã luôn không để tâm tới ta định gửi lời cảm ơn nhà ngươi vì đã vất vả chuyển hàng đến đây vậy nên hãy cho ta xem nguyên liệu bên trong ban đầu người giao hàng còn vui vẻ chuẩn bị cho công chúa xem nguyên liệu bên trong nhưng đột nhiên hắn sực nhớ ra bên trong thùng hàng có đá người giao hàng đã nghe qua tên bếp trưởng nói công chúa là một kẻ ngu dốt nên hắn nghĩ rằng cầy ena sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường dưới đáy những thùng hàng đang định lấy cho công chúa xem thì kẻ ena lại đề nghị mình muốn xem hóa đơn mua hàng trước vì tham ô nên làm gì có hóa đơn tên bếp trưởng nhanh chóng bước đến hiến kế cho người giao hàng nói rằng là bản thân quên mang người giao hàng nhanh chóng làm theo lời của gã bếp trưởng chỉ nói rằng mình đã để quên hóa đơn gã đầu bếp một bên cũng góp câu nói giúp cho người giao hàng họ thường thay thế bằng hóa đơn đơn giản hoặc gom lại nhiều lần rồi đưa một lần như sự tin tưởng vững chắc lần nhau đấy ạ. À. Dù sao hắn cũng chắc chắn mình đã xóa sạch dấu vết, nếu có định xác thật đi chăng nữa thì tài liệu cũng đã bị tiêu hủy hết. Với cả mấy tờ hóa đơn ngắn gọn đơn giản cũng không phải phạm pháp, chỉ cần hợp với sổ sách thì hắn tự tin rằng mình sẽ không thể nào bị phát hiện. Cây Ena nghe được những lời biện hộ vô tri của hai tên đần này, thì một mình cười thành tiếng, khiến hai người đứng một bên ngơ ngác. Những người còn lại thì không hiểu chuyện gì xảy ra với công chúa. Cô được cười vì lời nói tin tưởng thay cho hóa đơn tự hỏi bản thân rốt cuộc là cái đám người này đã khinh thường mình đến đâu để có thể nói ra những lý do củ chuối như thế mấy kẻ đó nghĩ rằng chỉ cần su nịnh thì có thể tùy ý cân đo đong đếm mọi việc theo ý của bọn họ còn mang thái độ hiển nhiên không hề lo lắng lời nói dối sẽ bị cày ena nhận ra cho dù bây giờ cô có cố gắng sống khác đi xem việc cố ép phẫn nộ xuống và hành động lý trí là thói quen đó cũng là điểm khác biệt giữa cầy ena hiện giờ và cày ena trước đây cô nhanh chóng bật mốt phản diện dùng lời lẽ như sứ giả từ địa ngục nói với bọn họ có vẻ thời gian qua ta bao dung với các người quá rồi nhỉ bên này thì nữ helia đang tức giận với cày ena mụ ta không hài lòng với cái cách mà công chúa quản lý mệnh nội phụ hai người thị nữ ban nãy đưa cơm cho cày ena cũng đứng gần đó bọn họ giễu cợt vì cô công chúa cái cách cô công chúa chọn ra ba người thị nữ nhỏ tuổi không khí ồn ào đám người thị nữ thảo luận sôi nổi về cô công chúa cày ena trong lúc mụ helia định tiếp tục cười cợt bản lĩnh của công chúa vera đã bước vào thông báo công chúa cày ena điện hạ đang tìm bà vừa đi bà ta vừa lên giọng nói công chúa cần phải được dạy dỗ lại vì đã gây phiền toái cho phòng bếp bằng cái thói ngang bướng mụ ta còn nhắc đến reef như là một tấm gương mà cây ena cần phải học hỏi khi quản lý mệnh nội phụ vera đã quá quen với cái thói hách dịch thượng đẳng của mụ già này cô lấy thân phận người quản lý mệnh nội phụ của công chúa ra để phà bác cho những lời nói của helia trước đó vì lý lẽ quá hợp lý nên mụ helia chỉ biết ngậm mồm im lặng càng nghĩ mụ ta càng lo sợ việc công chúa bảo mình đến nhà bếp helia nghĩ nếu lỡ bị lộ ra thì mụ ta sẽ bị bạch qua loa đại khái rồi cắt đứt với phòng bếp không thể để bản thân gặp nguy hiểm đang đi về phía phòng bếp thì thị nữ helia khựng lại bà ta không tin vào những gì mình đang thấy tên bếp trưởng bị trói lại quỳ trước mặt công chúa bà ta kích động quát lớn về phía cày ena rốt cuộc chuyện này là gì đây tại sao phòng bếp lại náo loạn thế kia cày ena một bên nhàn hạ trả lời mình vừa lúc đang lục soát xe ngựa giao hàng tên đầu bếp quỳ ở dưới không phục hắn mạnh miệng lấy thân phận mình là người mà hoàng tử rê ép thuê làm việc công chúa không có tư cách đối xử với hắn như thế cày ena cho rằng nếu mình không có tư cách thì ai có tư cách đúng lúc này đám binh lính báo cáo tất cả thùng thực phẩm đã được đem xuống cày trực tiếp hạ lệnh đổ tất cả ra khiến tên đầu bếp giật thót tim thùng hàng đổ ra bên ngoài bên trong ngoài một số ít nguyên liệu thì tất cả đều là sỏi đá thấy bằng chứng rành rành trước mặt gã đầu bếp vẫn không chịu thừa nhận cố gắng biện hộ cho mình chưa kịp đợi hắn nói xong kẻ ena đã tặng cho gã một cú tắt thật đau điếng một kẻ làm bếp trưởng mà dám đụng vào nguyên khố quốc gia đúng là não thiếu nếp nhăn xem ra hiện giờ ngươi đang coi khinh hoàng tộc cây ena nhanh chóng hạ lệnh bắt những kẻ có liên quan tống vào tù bên này helia đang lo lắng cho an nguy của mình đúng lúc cây ena nhắc nhớ rằng không có ngoại lệ đối với bất cứ kẻ nào hết thẩm vấn kỹ càng vào cô sẽ giám sát từng ngóc ngách trong hoàng cung mụ helia đứng một bên nghiến rằng ả à vẫn ảo tưởng sức mạnh muốn nhân cơ hội này giáo huấn công chúa vì vậy mà đứng ra chất vấn cây ena tại sao kiểm tra mà không thông báo trước tỏ ý cho rằng cây đây là đang không tin đám tôi tớ bọn họ nghe được lời này cây mỉm cười dịu dàng quả nhiên là tấm gương cho mọi người xứng danh thị nữ trưởng chắc có lẽ vì thế nên ngươi nắm bắt được những phần ngay cả ta cũng chưa thể nghĩ đến helia nghe thấy công chúa đồng tình với mình thì vô cùng đắc ý cuối người cảm ơn cô vì đã hiểu được ý của mụ ta trong lòng nghĩ rằng mình đã bật lại cây thành công cả việc lục tung phòng bếp của cô cũng là đang giúp mụ ta cắt đứt với những người không đáng tin như gã bếp trưởng càng nghĩ mụ già helia càng tự tin mà ngừng cao đầu cho rằng mình vẫn là tấm gương cho những người trong hoàng cung như mọi khi thấy được bộ dạng này của ả à, kẻ ena chỉ biết cười nhẹ nói ý mình là con mắt quan sát của thị nữ rất nhạy bén mụ helia nhất thời khựng lại không hiểu ý tứ trong câu nói của công chúa một giây sau kẻ ena tiến lại gần phía helia bắt đầu phân bày ý tứ của mình cô cảm thán bộ trang sức của bà ta khá là đặc biệt hỏi ả à đã mua chúng ở đâu nhắc đến bộ trang sức mụ helia vô cùng tự hào nói rằng những thứ này đều do người khác tặng mình lời nói ra khiến kẻ ena cảm thấy người phụ nữ trước mắt vô cùng ngu xuẩn cô nói ra thông tin của bộ trang sức mà helia đang đeo đồ cái áo của nhà liam gia tộc phản bội lại hoàng thất sống lưu vong ở nước ngoài và bị tiêu diệt đôi bông tai gác nét của hoàng thất Madrena, dòng họ đã có ý định xâm lược nước eldium và bị diệt vong vài năm trước rồi đến chiếc nhẫn được xem những là đồ gia truyền của gia tộc phun in kẻ đã lập kế hoạch ám sát hoàng tộc cô càng nói càng khiến mụ helia đứng hình ý của kẻ ena muốn nói rằng thị nữ trưởng đã nhận các trang sức của những kẻ phản nghịch những bằng chứng đó đã đủ để nhận ra mầm mống của kẻ phản nghịch đã quay lại hoàng cung cây ena liếc mắt nhìn helia hạ lệnh bắt lấy ả à ta khiến helia sợ đến mức quỳ dạp xuống đất bà ta run rẩy ra sức phản bác lại những lời của cây ena còn nói rằng mình đã trung thành với hoàng cung cả một đời người cây ena một bên tỏ ý đồng cảm với lòng trung thành của helia vì vậy cô lấy ra chiếc vòng đeo nói mình sẽ cố gắng điều tra toàn bộ để giải oan cho bà ta sau đó hạ lệnh tiến hành lùng bắt và tịch thu gia sản từ gia tộc helia cho đến nhà cha mẹ ruột của bà ta không được để sót bất kỳ ai đây là mệnh lệnh đến từ hoàng cung trở về phòng vera xin công chúa xử tội cô vì cô ấy đã gây nguy hiểm cho kẻ ena và tiểu thư olivia ngay cả olivia một bên cũng xin cô giáng tội cho mình vì mình là kẻ đồng phạm kẻ ena không phản ứng ngay với lời nói của vera và olivia cô trước tiên thưởng thức trà một lúc sau mới bật cười vì sự ngây ngô của bọn họ cô còn dành lời khen cho khả năng quan sát của hai người mặc dù hành động có chút thiếu thận trọng đối đầu trực diện với kẻ ngu ngốc có thể gây ra việc lớn nên kẻ ena không mong bọn họ gặp chuyện như thế này lần nào nữa vừa nói cô vừa tiến lại gần olivia và vera ôm chặt hai người khen ngợi họ đã làm tốt lắm. Hành động này khiến Vera nhất thời cảm động. Bỏ qua việc đó, cầy Ena muốn hỏi cô về hoàng đế. Bệ hạ đã về an toàn rồi phải không? Ngài đã nói gì về việc này? Vera tường thuật lại lời nói của hoàng đế. Ông ấy dặn dò cô phải phụ tá cho công chúa, còn bảo cầy Ena hãy đến nhanh lên. Vì cô đã chỉnh đốn lại ngân sách bị thất thoát và bảo vệ tài sản hoàng thất, nên hoàng đế chắc cũng sẽ ủng hộ nước đi này của cầy Ena. Vì việc này cô cũng chẳng cần phải lo lắng về những bất mãn từ các thế lực quý tộc. Cầy Ena xem xét phần thưởng cho mình còn cả việc đối phó với phản ứng của Reef. Thêm vào đó cô cũng nghĩ đến những giấy tờ bảo chứng cho trang sức của Helia. Vì những giấy tờ đó được làm giả ở chợ đen nên người thường sẽ không phân biệt được những thứ như trang sức của gia tộc phản nghịch. Heinrich là người đang nắm giữ chợ đen của thế giới ngầm, thị nữ trưởng và bếp trưởng cũng chỉ là một số ít trong những tên gián điệp bị hắn thu phục. Trên thực tế hắn đã cài cắm gián điệp trong hoàng cung này vô cùng nhiều. Càng nghĩ kẻ Ena càng đau đầu vì số lượng đối thủ mà cô cần xử lý cứ từng lượt từng lượt tăng lên và cả Heinrich kia cũng là một kẻ đáng gờm. Kẻ Ena đoán rằng tương lai có thể mình sẽ bận hơn vì phải xử lý những chuyện mà Heinrich gây ra buổi tối tại dinh thự nhà Raphael Kizray, một bóng người đáng nghi đi về phía cửa bí mật. Hắn lén la lén lút nhìn ngó xung quanh. Thì ra là thị nữ Enny. cô cảm thán tòa lâu đài của ngài Kizray lần nào tới cũng cảm thấy chóng ngợp vì độ lộng lẫy của nó. Để không phí thời gian, Enny nắm dây thừng trước cửa, một lối đi cầu thang ở phía dưới hiện ra. Bên trong cây đúc đang cháy sáng. Enny cởi bỏ mũ che đầu, quỳ xuống hành lễ sau đó thông báo tin tức về công chúa cày Ena cho ngài công tước Raphael Kizray nghe. Không khí bên trong căn phòng toát lên sự lạnh lẽo. Raphael bảo Annie đứng dậy ngồi vào ghế. Người này là do Raphael cài vào cung công chúa chỉ để đề phòng, nhưng thời gian gần đây lại trở thành người đưa tin cấp báo thường xuyên. Raphael bèn hỏi Annie chuyện gì xảy ra, cô ta cũng thành thật kể lại toàn bộ sự việc ở nhà bếp. Một lúc lâu sau khi nghe Annie kể hết, Raphael trầm tư chú ý nghĩ đến những mọi chuyện xảy ra gần đây. Từ việc ra hoàng lệnh để Gray nhập cung, đến việc thị nữ trưởng bị tịch thu tài sản và điều tra biển thủ của bếp trưởng, cả hoàng đế cũng tán thành hành động của cầy Ena lần này. Raphael thắc mắc vì sao công chúa lại có thể nắm rõ những thông tin kia, vì thế mà anh đã hỏi ngoài mấy điều đó ra còn chuyện gì đặc biệt khác không? Eni ngẫm nghĩ một lúc thì nói dạo gần đây câu chúa thường xuyên đọc sách hướng dẫn du lịch của từng vùng. nhắc đến việc này Raphael nhớ lại, đúng là mình đã từng gặp cô ấy ở thư viện quốc gia. Anh tiếp tục hỏi về chuyện nhũ mẫu Elivian đã từng làm việc lúc trước nhưng qua lời của Eni thì vẫn chưa có hồi âm. Raphael dự định mình sẽ cài người vào để tìm hiểu thông tin khi phu nhân Elivian trở về và đảm nhận vị trí thị nữ trưởng. Bỗng nhiên Eni lên tiếng nói rằng còn có một chuyện nữa, là việc đêm qua hoàng tử đã đi qua nơi ngủ của cây Ena còn có âm thanh lớn phát ra từ bên trong. Raphael nghe xong thì nghiến chặt răng kìm nén nỗi tức giận bên trong mình, tự nhủ rằng đó là do hoàng tử căm thù cầy Ena nên mới đi tìm cô ấy thôi. Vì bên ngoài không xuất hiện tin đồn đặc biệt nào và cung hoàng tử cũng im lặng nên Raphael đoán rằng có lẽ cầy Ena đã thuyết phục được cậu ta. Anh dựa lưng ra sau cảm thán những chuyện mà mình muốn tìm hiểu cứ càng ngày càng tăng lên. Bỗng một hình ảnh xẹt qua bên trong tâm trí của Raphael, hình bóng của cầy Ena hiện lên trong đầu anh. Raphael nhận định rằng mỗi chuyển động của cô đều làm cho thế gian này rung động. Andy đứng một bên nhìn chủ nhân mình như có chuyện gì muốn nói, sau khi được sự đồng ý Raphael, cô mới ngập ngùng nói mình đã nghe lỏm được một chuyện. Công chúa đã hy vọng công tử và tiểu thư Grey thành đôi với nhau, lời vừa nói ra đã khiến Raphael giận dữ người. Anh mang một luồng không khí đáng sợ hỏi Bastion. có cách nào gặp mặt công chúa sao cho tự nhiên không? Tại cung điện của hoàng tử, Raef vừa đọc sách vừa hỏi Evan muốn cậu ta suy nghĩ lại điều gì. Evan một bên kích động hỏi lý do vì sao Raef có ý định lôi kéo Catherine Linbert, đối với hắn Catherine cực nguy hiểm. Rayef cho rằng chuyện đó không to tát gì, dù sao cũng chỉ làm cho bà ta nhập hộ khẩu vào nhà bá tước Hamel với danh con gái nuôi mà thôi. Nhưng Evan lại cho rằng Rayef đây là đang tạo ra đối thủ cạnh tranh mới. Ngay lập tức Rayef đóng quyển sách đang đọc lại, nhìn thẳng vào Evan uy nghiêm nói, nghe như là quyền lực mà ta đã xây dựng bao lâu chắc chắn sẽ tư tan bởi con trai của CATHRIN vậy. Ý của Evan rõ ràng là như thế, hắn cho rằng đứa con trai của CATHRIN có thể bất cứ lúc nào trở thành người thừa kế nếu CATHRIN lên ngôi hoàng hậu. Hắn càng nói Rayef càng tức giận cậu ném quyển sách vào mặt Evan. Ngay lập tức trở nên kích động bởi những lời nói của Evan, Reep ghét nhất là ai đó so sánh hắn với đứa con hoang kia. Vì vậy mà đã lập tức đuổi Evan ra khỏi phòng. Bên trong phòng chỉ còn lại Reep. Cậu đang nhớ lại những gì lúc trước cầy Ena nói. Lúc đó Reep đã hỏi cầy Ena muốn gì. Cô đã trả lời là sự tự do. Ngẫm nghĩ một lúc lâu về những câu nói của cầy Ena, Reep cho gọi thuộc hạ thân cận của mình là Jamil. Người kia nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu. Reep ra lệnh đem giải ảnh chân dung của công chúa cầy Ena ra toàn đế quốc hãy triển lãm ảnh chân dung của công chúa ở từng chỗ tại các con đường và hải cảng nối dài với ngoại quốc sao cho không ai mà không biết gương mặt công chúa kể cả những lẻ lang thang quê mùa jamil nhanh chóng nhận lệnh hành động reef nhàn hạ ngồi một bên đọc sách nghĩ lại thì chỉ còn việc cày ena kết hôn nữa mà thôi cậu ta lật sách sang trang mới cười khúc khích với âm mưu không cho phép cày ena trốn chạy của mình bởi vì sau khi giải xong các bức chân dung thì cày ena rất khó để bỏ trốn chỉ còn con đường kết hôn jamil đột nhiên cấp báo tin tức hiện giờ công chúa điện hạ đang xử phạt toàn bộ các bộ phận của nội mệnh phụ không chỉ hai người thuộc thế lực của Ref là bếp trưởng và thị nữ trưởng, công chúa Kayena còn xử phạt rất nhiều người khác. Jamil cho rằng Kayena đang cố làm giảm sức ảnh hưởng của Ref xuống. Ref đoán rằng chị gái của mình đã gọi Clarence Elivian về và sẽ đưa bà ta lên làm thị nữ trưởng. Trong thâm tâm của Ref, cậu cực kỳ ghét người phụ nữ này vì cậu cho rằng Elivian đã từng gây cản trở để hai chị em cậu không thể yêu thương nhau. Vậy nên lúc trước chính Ref đã cố tình gán tội oan và bắt bà ấy phải đi lưu đày. Hiện giờ Ref không bao giờ để phu nhân Elivian nhập cung thêm lần nữa vì cậu lo sợ bà ấy sẽ dùng thủ đoạn để tiếp tục chia rẽ cậu và cày Ena. Reef quyết định sai Jamil đi xử phu nhân Elivian, không thể để bà ta bước chân vào hoàng cung. Jamil sau khi nghe được mệnh lệnh thì lập tức đi thi hành. Thủ đô của đế quốc Eldium luôn là một trong những nơi tấp nập nhất. Hôm nay thủ đô đón hai người đặc biệt từ nơi khác đến. Đây là hai thị nữ mà cày Ena tuyển chọn là Julia và Lepon. Julia cùng Lepon tiến cung nhưng cô vô cùng cảm thấy xa lạ với Lepon. Susan Lepon thị nữ thứ ba của công chúa có nét nghiêm nghị khó gần. Người còn lại là Julia Evans, em gái của Genon thị nữ thứ tư của công chúa. Khi được chọn làm thị nữ của công chúa, Julia đã vui sướng biết bao nhiêu. Cô mơ mộng về những thứ màu hồng ở thủ đô, nào là những tiệc trà cùng vũ hội sang trọng và tinh tế. Càng nghĩ Julia càng hạnh phúc đến ngất ngây. Trong khi Julia đang chìm đắm trong hạnh phúc màu hồng, Vera đã nhanh chóng có mặt ở đó để đón tiếp hai người. "Hãy theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn cho hai vị." Ấn tượng của Julia sau khi gặp Vera là thị nữ này trông vẻ mặt lạnh và không nở một nụ cười. Cô không muốn phải làm việc với người như thế suốt một thời gian dài. Vera dẫn Susan và Julia đi nhận phòng ngủ. Trong lúc đó Julia đã hỏi về Olivia, tiểu thư Olivia mới đến luôn à? Vì theo như cô ta điều tra gia tộc Grey không hề có tiếng tăm. Theo như những gì Julia biết về Olivia là cô gái xuất thân từ một nhà quý tộc nghèo túng và không có thế lực ở thủ đô và sẽ bàn chuyện hôn nhân với công tước Grey trong tương lai. Nhắc đến công tước Grey, Julia lão háo hức muốn gặp anh ta vì cô nghe đồn rằng Raphael Grey là một mỹ nam. Vera đứng một bên nhắc nhở hai người nhanh chóng đi gặp cây Ena, đừng để công chúa chờ lâu. Nói rồi đóng cửa đi ra ngoài để lại Julia đang nằm thành thơi cần nhận về sự tiếp đãi của cung công chúa. Người hầu bên cạnh cô thì cho rằng căn phòng mà cung công chúa chuẩn bị cũng khá là tốt, còn có ánh sáng chiếu vào. Trong phút chốc Julia cảm thấy cô người hầu nói cũng khá hợp lý. Ở phía đông Julia là mỹ nhân đẹp nhất, khi đến thủ đô cô vô cùng háo hức với những đặc quyền giống như lúc mình ở phía đông. Cô hỏi nữ hầu bên cạnh lý do gì mà thị nữ hoàng cung đã trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng cho những cô gái giỏi giang và xinh đẹp. Hầu nữ bên cạnh vừa chải tóc cho Julia vừa trả lời bởi vì họ thành thạo lễ nghi cung đình, phong cách ăn mặc thanh lịch, tuyệt vời cho đến tài năng và học thức. Julia một bên nghe thấy thì vô cùng tự tin với chính mình, cô cảm thấy mình khá hợp với hình tượng này. Khác biệt với tinh thần phấn chấn của Julia, hầu nữ bên cạnh chỉ biết thở dài vì chủ nhân của mình cứ nhởn nhơ chậm chạp. Julia vừa mở của bước ra, đã gặp Susan Lepon đứng đó đợi nãy giờ, cô ta vô cùng không thích cái tính lề mề của Julia nên đã nói móc khóe vài câu, tôi đã nghĩ cô chuẩn bị đi vũ hội hay gì không đó. Julia định phản bác lại thì may mắn hầu nữ bên cạnh đã nhanh chóng chặn mùng cô, ngăn chặn cuộc khẩu chiến giữa hai tiểu thư quý tộc. Vừa lúc Vera đi đến hỏi mọi người đã chuẩn bị xong chưa, thì bắt gặp hai người kia đang chiến tranh lạnh. Thấy một màn này Vera càng nhớ tiểu thư Olivia, hai người này khác một trời một vực với tính cách của Olivia. Vera đành nhắc nhở cô không có thời gian để quản hai người. Julia và Susan phải nhanh chóng đi gặp công chúa điện hạ vì cầy Ena đang rất bận. Julia thắc mắc công chúa là đang làm việc gì. Thấy thế Vera nói rằng công chúa đang cải tổ lại toàn bộ nội mệnh phụ nên vô cùng bận, tình hình sẽ ổn định lập tức thôi nên tới lúc đó hai người hãy cố gắng học tập nhiệm vụ của mình. Nghe thấy thế Julia vô cùng kích động bởi vì cô nghe thiên hạ đồn là thị nữ chỉ cần ngồi chơi sơi nước, sau đó cầm ô và áo khoác theo sau công chúa là được ra cô quyết định khi gặp công chúa sẽ hỏi thử vừa lúc vera mở cửa phòng cày ena đập vào mắt là mái tóc vài óng ả à. không gian sang trọng của căn phòng vừa thấy cày ena julia đã thần thơ đứng nhìn cô như không thể tin vào mắt mình về nhan sắc tuyệt mỹ của người trước mặt so với cày ena cô chỉ là một kẻ nhà quê vô danh mà thôi julia và lepol cúi người cung kính hành lễ với cày ena thấy julia evan cày ena ngỏ ý cảm ơn cô vì đã đến đây trong lúc nhà evan bận rộn như thế khiến julia nhất thời bối rối ngại ngùng Công việc của nhà Evan thường là do các anh trai của cô đảm nhiệm. Cho dù là lúc vừa lượng bước vào giai đoạn thu hoạch thì Julia vẫn nhàn rỗi vì cô là đứa con gái độc nhất của nhà Evan, được mọi người trong gia tộc hết mực cương chiều. Thấy thế kẻ Ena quay sang hỏi thăm Susan, tỏ ý nếu cha của Susan là tướng quân Lepol đến dự lễ trưởng thành của mình thì kẻ Ena rất vui. Susan Lepol vốn dĩ có tính cách lạnh lùng nên khi nghe kẻ Ena hỏi cô ta cũng vẫn lạnh nhạt đáp lại, hành động này khiến Vera đứng một bên bất mãn. Nhìn hai vị tiểu thư quý tộc vừa mới tới, Vera vô cùng sầu não, vấn đề của tiểu thư Julia là cổ xem nhẹ khoảng cách vai vế, còn với tiểu thư Susan thì vấn đề nằm ở thái độ quá lạnh nhạt. Khác một trời một vực với tiểu thư Olivia Gray. Càng nghĩ Vera càng suy sụp, sau này việc dạy dỗ lễ nghi cho bọn họ đều là một tay cô phụ trách. Suy sụp là thế nhưng khi nghe thấy kẻ Ena nhờ mình hướng dẫn công việc ở nội mệnh phụ cho hai người kia, Vera lập tức thay đổi thái độ, hồi phục tâm trạng tiếp nhận nhiệm vụ. Cô nói sơ qua công việc của nội mệnh phục sẽ là hỗ trợ giúp đỡ cho hoàng đế bệ hạ sau đó là hoàng thất. Julia và Lepon sẽ trực thuộc dưới quyền của công chúa điện hạ, là thị nữ cao cấp của cung công chúa. Hai người nghe xong cũng hiểu được đại khái công việc. Kayena một bên cũng cảm thấy Vera đã truyền đạt rõ ràng rồi nên mình chỉ dặn dò hôm nay là ngày đầu tiên nên bọn họ cứ nghỉ ngơi trước, thuận tiện làm quen với cung công chúa. Sau khi nghe xong nhiệm vụ, Julie bước ra khỏi cửa. Với tâm trạng bối rối ủ rột, cô đã từng mơ về cuộc sống tại hoàng cung tuyệt vời thế này thế nọ. Còn bây giờ sau khi nhìn thấy Kayena thì giấc mơ trở thành mỹ nữ đệ nhất thủ đô của Tan Tành, chỉ cần đứng với công chúa Julia hoàn toàn trở nên tàn hình. Cô ta còn bất mãn với những thứ có mặt ở đây. Trong lúc đang buồn bực thì Annie từ đâu xông ra. Cô hăng hái giới thiệu mình cho Julia, còn khen ngợi đủ điều về nhan sắc tuyệt vời của Julia. Điều này khiến tâm trạng của Julia Evan đã tốt hơn một chút. Lúc này Annie thông báo cho Julia về nhiệm vụ cô đảm nhiệm là quản lý đơn thuốc cũng như thức ăn trà bánh của công chúa điện hạ. Trong phút chốc Julia nghe được thì ngơ luôn. Cô không hề có kiến thức về những lĩnh vực đó, vì thế mà Julia ngay lập tức kích động hỏi mấy thị nữ khác thì làm cái gì. Qua lời nói của Annie thì cô Vera đảm nhiệm toàn bộ công việc hành chính và bộ giáo dục, cô Susan quản lý mấy món đồ dùng như nội thất, quần áo hay trang sức. Còn tiểu thư Olivia đảm nhận việc quản lý các tiệc trà và tiếp đón khách. Nhắc đến nhiệm vụ của Olivia, hai mắt Julia trở nên phát sáng. Đây là vị trí mà cô muốn được đảm nhiệm nhất vì cô nghĩ nó được làm vị trí trung tâm của giới thượng lưu. Julia càng nghĩ càng cảm thấy vị trí này hợp với mình hơn là Olivia. Vì thế cô hỏi Annie mình có thể thay thế nhiệm vụ được không? Annie ngay lập tức trả lời tuyệt đối không, bởi vì đây là đích thân công chúa chỉ định. Nếu muốn thay đổi thì phải trực tiếp nói với công chúa. Sau khi truyền đạt xong nhiệm vụ, Annie chấn an Julia đừng lo lắng. Nhưng cô tiểu thư đồng đành lúc này không hề nghe thấy, Julia chỉ đau lòng vì công việc của mình vô cùng khó khăn và nhàm chán. Thấy thái độ của Julia, Annie chỉ đành thở dài vì cô tiểu thư này không hề biết sức quan trọng của nhiệm vụ mà cô phụ trách. Xem ra cô ấy không cần những thứ thiết thực mang tính khách quan, mà chỉ mong những thứ đẹp mà và có thể khiến cổ ra vẻ ta đây với người khác. Annie không hiểu vì sao cái Anna lại tuyển chọn người như thế này làm thị nữ. Về đến phòng Julia nói nhiệm vụ phụ trách của mình cho hầu nữ nghe, hầu nữ nghe xong thì hốt hoảng không thôi. Trái ngược với tâm trạng khó chịu của tiểu thư, hầu nữ không ngờ công chúa lại giao cho chủ nhân mình một trọng trách nặng nề như thế. Julia một bên đang cần nhằn về những gì mà cô có, Đáng ra mơ ước khi tới đây của cô là được hẹn hò với ngài Raphael Kizrai trong truyền thuyết chứ không phải là một thị nữ bình thường cho kẻ Ena. Nhắc đến ngài Kizrai, hầu nữ liên tưởng đến hoàng tử Reb kia cũng đẹp không kém, nhưng Julia có tiêu chuẩn kép của mình, cô không chấp nhận người nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng khi nghe thấy hầu nữ nói chỉ hơn kém nhau có một tuổi, hoàng tử cũng là em trai của công chúa nên nhân sắc cũng được bảo chứng là một mỹ nam chính hiệu, trong lòng của Julia đã bị lung lay. Nhưng ngay lập tức cô loại bỏ ý nghĩ đó bên trong mình. Đối với Julia mà nói Raphael mới là chân ái, thấy tâm trạng sáng nắng chiều mưa buổi trưa thất thường của tiểu thư mình nữ hầu cũng chỉ biết cạn lời sau khi các thị nữ vào cung thời gian vẫn tiếp tục vô tình trôi đi bởi vì sự kiện phòng bếp những con người thanh liêm từng bị mai một bởi tham nhũng đã được phát hiện cái ena đã ngay lập tức trọng dụng họ ban thưởng và trao quyền lợi tương xứng cho họ trong cung cũng bắt đầu có lời khen ngợi công chúa về phía Reyes trong lúc bị giam lỏng 5 ngày cũng chưa có động tĩnh nào khác lạ trong khi Cả ena đã hoàn toàn nắm giữ nội mệnh phụ vừa lúc cái ena đang tập trung cho công việc thì vera đem trà vào từ lúc được cái ena công nhận Vera đã toàn tâm toàn sức hăng hái làm việc. Cô thông báo cho kẻ Ena có thư từ học viện hoàng gia gửi đến. Nội dung của bức thư là Công tước Grey có ý định xây dựng một tòa nhà mới trong học viện hoàng gia để kỷ niệm ngày trưởng thành của công chúa. Đọc xong bức thư kẻ Ena cảm thấy Công tước kia nên uống thuốc để tỉnh táo lại. Không ngờ chỉ vì muốn hẹn hò với kẻ Ena mà Raphael lại xây một tòa kiến trúc hoành tráng như thế. Bên này Olivia đang xem bức thư của cha cô, ông nghĩ con gái của mình sẽ rất đau lòng về chuyện mối hôn sự của Olivia và nhà Grey. Trái ngược với tâm trạng lo lắng của cha, hiện giờ Olivia đang cảm thấy rất vui và hài lòng với những gì mà mình đang có. Đang lúc đọc thư Vera từ ngoài cửa đi vào. Vì đảm đương quá nhiều việc một lúc mà tinh thần của Vera trở nên uể oải, cô đến đây để chuyển lời của công chúa cho Olivia. Nhìn thấy tinh thần mệt mỏi của Vera, Olivia cảm thấy xót thương. Nhưng dù Vera có như thế nào thì Olivia vẫn cảm nhận được ánh mắt tràn đầy sức sống của Vera, quả nhiên một con người tìm ra nơi bản thân tỏa ra sự tự tin luôn rất xinh đẹp. Nhìn Vera Olivia tự hỏi bản thân của cô có trở nên được như vậy không? Bỗng nhiên có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô biết đâu công chúa ena sẽ là người đầu tiên khai phá tiềm năng của mình. Vera sau khi lấy lại tinh thần thì thông báo cho Olivia biết khách của công chúa sắp đến vậy nên chính cô quyết định sẽ nhanh chóng bắt đầu chương trình học của tiểu thư Olivia. Nghe thấy thế Olivia vô cùng ngạc nhiên vì cô nghĩ không có lý do gì để nhất quyết bắt lấy mình rồi dạy dỗ chuyện lễ nghi giao tiếp. Cô có cảm giác giống như mình nhất định phải tiếp đãi vị khách của công chúa. Olivia đang thắc mắc vị khách đó là ai thì Vera đã nói ngay tên công tước Raphael Kizray. Anh đến đây vì chuyện của học viện hoàng gia. Nhắc đến công tước Kizray Olivia trong lòng vô cùng thấp thỏm cô vừa mới hủy hôn với người này xong hiện giờ lại có cơ hội gặp mặt. Nhớ đến những lời tin tưởng của công chúa, Olivia đoán rằng công chúa là đang muốn mình thoát khỏi căng thẳng ngay sau khi hủy hôn. Nếu cô cứ tránh né thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy mà Olivia quyết định mình sẽ nghe theo chỉ thị, nhưng trước đó cô cần phải diễn kiến công chúa trước. Tại phòng ngủ của cây Ena, cô đang bận bịu cùng những người khác xử lý các chính vụ xảy ra trong hoàng cung. Đột nhiên Olivia từ đâu bước vào, khiến cây Ena chú ý nói người đã tìm đến ta thế này, xem ra đã nghe Vera nói rồi đúng không? Olivia tỏ ý xin lỗi vì mình đã làm phiền công chúa trong những lúc bận rộn như thế này. Nhưng cô đến đây gặp công chúa vì lo sợ sự ngu muội của mình nếu tiếp đãi vị khách như công tước kỳ Rai thì sẽ có chuyện. Cây không cho rằng như thế, Olivia mà cô biết là một người vô cùng thông minh trong giao tiếp. Nghe vậy Olivia hạ quyết tâm. Nói về chuyện về hôn sự của mình và ngài kỳ Rai đã bị hủy bỏ, chuyện này công chúa chắc cũng đã nghe qua. Cây không ngờ Olivia lại có thể nói thẳng ra như vậy. Cô cũng biết thể nào cũng có chuyện này. Nên sẵn tiện ngay bây giờ xử lý rõ ràng một lần luôn, Cây Ena hướng về phía Olivia nói khi trở thành thị nữ công chúa, chuyện hủy hôn là thủ tục đã được định sẵn và cô nghĩ Olivia cũng không hề luyến tiếc việc này. Olivia nghe vậy thì gật đầu tỏ ý đúng là như thế. Cây Ena biết Olivia đang lo lắng điều gì, nên cô đã nói thẳng ra chuyện lúc trước mình đã từng ái mộ ngài kỳ Ray. Và cũng vì sự ái mộ đó mà cô đã trở nên ghen ghét với Olivia sau đó còn làm hại cô ấy. Vừa nói cầy Ena vừa cúi mình. Chân thành tỏ ý xin lỗi đến Olivia. Trong phút chốc Olivia vô cùng hoang mang. Cô nhanh chóng đỡ cầy Ena dậy nói mình không hề để ý chuyện của quá khứ. Đương nhiên cầy Ena cũng biết tính cách này của Olivia. Trong nguyên tắc, chỉ vì lý do nữ chính được sự ủng hộ của nhà Kỳ Ray mà công chúa cầy Ena đã ghen tức và kỳ thị cô ấy. Mỗi khi chạm mặt cầy Ena đều gây tổn thương cho Olivia và cư xử với cô ấy một cách tệ hại. Cuối cùng vì quá ngu ngốc nên bị Ref lừa gạt, lén bỏ độc định giết chết Olivia. Thế nhưng ngay sau đó Olivia đã sống lại nhờ vào sức mạnh ma pháp. Cô ấy đã biết cô công chúa ngu ngốc này bị Ref lừa gạt nên thay vì căm hận hay trách tội. Olivia lại còn thương tiếc cho cầy Ena. Điều này có lẽ chỉ có mỗi Olivia làm được. Vậy nên cầy Ena nghĩ cô ấy mới đúng là chủ nhân của thế giới này. Trở về thực tại cầy Ena mạnh miệng nói rằng mình sẽ kết hôn với chàng trai ổn áp hơn công tước kỳ rai đó, vì vậy mà chuyện mến mộ tên công tử ấy đã kết thúc. Lời nói này khiến Olivia ngỡ ngàng ngơ ngác. Trong phút chốc cô ấy cũng phì cười vì độ dễ thương của công chúa nhà mình. Bây giờ thì cô đã sẵn sàng thi hành nhiệm vụ mà công chúa giao cho. Đương nhiên là lời nói kết hôn với chàng trai khác của cầy Ena không khiến Olivia tin, cô nghĩ công chúa chỉ là đang muốn làm cho mình yên tâm hơn mà thôi nói về người sắp gặp mặt Olivia không biết nhiều về người này ấn tượng đầu tiên khi cô gặp công tước Raphael Kizray là anh có đôi mắt đỏ và mái tóc đen Olivia đã tới tiếp đón Raphael như lời cày Ena qua lời của cày Ena dặn dò Olivia biết được vị này là một người thích hồng trà vị đậm